Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ đầu cũng chờ. Kính thưa chư đồng đạo, nam và nữ kính mến, thưa quý vị tổ chức trong cái đạo tràng gặp gỡ hôm nay, kính thưa quý tu sĩ kính mến, thưa quý vị, hôm nay chúng ta được có cái nhân duyên hội ngộ nơi đây với cái bầu không khí đạo đức như thế này. Theo sự nhận xét của chúng tôi là tất cả chúng ta có nhiều cái kinh hạnh phước đức, có nhiều cái nhân duyên lớn đối với Phật pháp nói chung, đối với cái giáo lý tôn kính của chúng. Cho nên mỗi người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều có những tâm hồn thương thầy do đạo, vì lẽ nên mới có được cái đạo tràng như thế này. Chứ thật ra nếu không có cái tiền duyên về Phật pháp và tấm lòng lo đạo để báo ơn thầy tổ, đền đáp tứ đại trọng ân, thì chắc chắn chúng ta không có cái đạo tràng như thế này đâu. Không nói thì quý vị cũng đã rõ. Hiện tại bây giờ có thể nói ở đây chỉ có cái sinh khí này, chứ tất cả các nơi khác cũng chưa chắc có một cái sự mà nhân duyên đầy đủ gì đâu. Đó là chúng tôi có trải qua rất nhiều chỗ rồi. Ở đây không phải quá tán thán những cái thành phần đạo đức, những đồng đạo chúng ta ở địa phương, mà chẳng qua gì sự vận chuyển của thầy tổ. Tuy rằng trong cái lúc khó khăn, không có cơ duyên thuận tiện lắm, nhưng dù sao đạo diệu màu của đức thầy cũng vẫn còn được phát triển trong lòng người. Thưa quý vị, về buổi gặp gỡ hôm nay là lần đầu tiên của tôi được sự nhã ý của đệ sáu đây chủ sự trong cái cuộc gặp gỡ này, cho nên tôi mới có cái vinh hạnh được đến đây rồi hậu ngộ cùng quý vị. Đáng lý thì cái trường hợp hôm nay tôi cũng được miễn để rồi hẹn lại cái kỳ khác mới phải. Vì vừa qua chúng ta đã hội ngộ và được sự trao đổi của tu sĩ Thiện Hảo, tức là Đệ Sao Hảo đó, thì tôi cũng có theo dõi cái đề tài tôi để trình bày, cũng như quý vị đã thu thập rất nhiều. Thì để sinh hoạt nói lại cái đại cương ý nghĩa của người tu sĩ Hòa Hảo rồi, thì hôm nay chúng tôi lên đây đáng lẽ thì chúng tôi phải nói những cái gì khác hơn. Nhưng mà xét ra vì cái buổi gặp gỡ hôm nay đa số là trong đạo tràng, thì tôi cũng thấy cái được sự giới thiệu tổ chức là cho biết ở đây là cái buổi gặp gỡ đặc biệt đối với tu sĩ. Tuy nhiên chứ cũng có một số ít cô bác đồng đạo đến đây vì cái sự ngưỡng mộ Phật pháp cho nên đã có mặt trong đây, thì để có cái sự đáp ứng lại nhu cầu của đồng đạo và nhất là tu sĩ đã có nhã ý chúng tôi. Dù rằng vừa qua chúng ta đã nghe sự trao đổi trình bày của đệ sáu rồi về đại cương, cái bài nói chuyện về tu sĩ, đáng lý thì chúng tôi phải thay đổi đề khác, nhưng mà do sự nhu cầu chúng tôi cũng xin trả lại cái đề tu sĩ Hòa Hảo để trao đổi với quý tu sĩ trong đối tượng buổi gặp gỡ này. Thì cái đề mà chúng tôi trình bày đây đó cũng không ngoài cái ý nghĩa của đệ sáu đã trao đổi, nhưng mà chẳng qua vì sự nhu cầu là một, và tôi sở dĩ lặp lại đó là trường hợp anh em chúng tôi cũng cực lực để làm hết cái phận sự đối với cái giới tu sĩ nói riêng, nói chung là đồng đạo chúng ta. Bởi vì cũng như sự trình bày của đệ sáu đó là qua dài nhất đại cương của tu sĩ, tôi thì trả lại những cái phần chi tiết nhỏ nhặt trong cái nội dung của cái đề tu sĩ đó. Giả sử giống như đệ sáu thì làm cái phận sự sắp to tôi sắp nhỏ lại, ông trời bận nhất gì đó, bây giờ tôi trở lại bận người bận ba cho nó nhuyễn, cho quý vị dễ trồng tỉa dễ canh tác. Cho quý vị đừng nghĩ rằng tôi trình bày đây có gì lạ đâu, không có gì lạ hết, cũng như lặp lại những cái gì mà đệ sáu đã trình bày. Và có khác hơn là tôi có đưa cái dàn bài mà có lẽ được theo lên bản rồi đó, thì quý vị coi cho đó, và tôi cũng nương theo đó mà trao đổi để thấy rằng cái trình tự của người tu sĩ chúng ta phải tiến hóa từ cái mức đầu và đến cái cuối cùng như thế nào, theo sự nghiệm xét của chúng tôi và thu thập chung trong cái lối sống của người tu sĩ Hòa Hảo từ lâu. Thưa quý vị, chúng tôi cúng hiến cho quý vị với cái đề này đó là mong rằng là quý tu sĩ cũng không phụ lòng với cái món quà tinh thần của chúng tôi, để giúp ích một phần nào
trong cái cuộc mà diễn tiến của quý vị trên con đường về sứ Phật. Những tài liệu này với cái nội dung đề tài này chưa có thể nói rằng là đầy đủ chu đáo, nhưng dù sao với cái tấm lòng tốt đối với nhau, chúng tôi cũng chỉ lấy một phần nào qua cái hiểu biết về sự thu thập tinh ba trong cái làng đạo của chúng ta, để giúp cho quý vị có một cái nội dung đề tài sau này nếu như cái trường hợp gặp gỡ nữa, có thể với cái cương vị người tu sĩ đó, chúng ta sẽ được các anh em huynh đệ đây lãnh đạo cái phần tổ chức để mà giúp đỡ lẫn nhau, để dìu dắt lẫn nhau đây đó. Chắc có lẽ là quý vị đây sẽ gợi lại cái ý này, gợi lại cái ý mà tu sĩ chúng ta phải hiểu rõ cái bổn phận của một người tu sĩ làm như thế nào để đúng đắn với tu sĩ hoàn hảo. Chắc có lẽ rồi đây chúng ta sẽ được quý vị trong ban tổ chức, các anh giảng viên đây sẽ gợi lại ở trong kỳ tới, hoặc là nếu khả quan hơn thì kỳ sau đó, thì chắc có lẽ là trong cái đệ sáu đây, thành phần của ban chủ sự tổ chức đây sẽ mời quý vị bên nữ là một vị, hoặc là bắt thăm, và quý vị bên nam đứng lên trình bày về cái nội dung của tu sĩ, không phải là hoàn toàn nương vào cái đề của tôi, nhưng có thể đó là giúp một phần nào cho quý vị để trình bày một cách phong phú hơn, đầy đủ sáng tỏ, và có thể là nó phồn hoa hơn cái đề của tôi nữa. Quý vị sẽ đứng lên trình bày với cái hiểu biết về cuộc sống của tu sĩ mình như thế nào. Tôi ước mong rằng đề tài của chúng tôi hôm nay, nội dung mà chúng tôi đưa lên cái tài liệu biên trên bản là một phần nào để giúp cho quý vị thôi. Còn sự nghĩa là tương lai sáng lạng mà cho quý vị sau này sẽ đạo đạt nơi bổn tâm của mình, và cái cuộc sống thực tế của người tu sĩ đó, quý vị sẽ làm một cách nó đầy đủ phong phú hơn nữa. Đó là cái niềm hy vọng của toàn thể đồng đạo chúng ta, mà nói riêng là chúng tôi rất thỏa mãn. Thì ước mong quý vị theo dõi cái nội dung và có thể ghi chú nội dung đó để giúp cho quý vị một phần nào đỡ tiền chi phí lập vật trên cái tài liệu mà quý vị sẽ làm giàu sau này. Kính thưa chư đồng đạo, về đề tài hôm nay của chúng tôi là tu sĩ hòa hảo. Tại sao chúng tôi không gọi cái tên chung hay hoặc gọn hơn là tu sĩ mà thôi? Vì nếu bàn rộng ra trên cái bình diện đạo đức, thì đối với các tôn giáo như Công giáo, Phật giáo, cổ truyền, nhân dân, người ta đều có tu sĩ cả. Nên nếu nói hai chữ tu sĩ không mà không để thêm hai chữ hòa hảo thì coi như là mình trình bày cái tầm mức rộng, sẽ mình không nói hết được những cái nếp sống và quy luật của người tu sĩ Công giáo chẳng hạn, hoặc là Phật giáo, nhân dân. Thế nên chúng tôi chỉ trình bày trong khung khổ hẹp về cái quan niệm của người tu sĩ hòa hảo, thận sự của người tu sĩ ở trong đạo nhà, chứ không nói rộng ở các cái tôn giáo khác. Chứ nếu trình bày hai chữ tu sĩ không đó, thì phải là nói viên bác tu sĩ của Công giáo như thế nào, thận sự ra sao, ví dụ vậy. Thì cái điều đó chúng tôi chưa có khả năng, và thiết tưởng cái chuyện đó cũng không cần quá đối với tu sĩ hòa hảo chúng ta trong hiện diện. Cho nên chúng tôi chỉ nói cái phạm vi tu sĩ hòa hảo. Ở đây chúng tôi không phải là muốn làm cái chuyện như là mình muốn trình bày với cái khả năng trình độ đạo đức cái dân chương chi, mà chúng tôi lại có viên mấy cái câu giải thích thắng thủ về bốn chữ tu sĩ hòa hảo đó, mà chúng tôi muốn nói lên cái đó để chúng ta huy động cũng như là cô động tác yếu cái nghĩa của tu sĩ hòa hảo trong bốn cái chữ đó. Cho nên chúng tôi có làm cái bài thi thắng thủ đó, thì cái đó cũng là xin biếu thông đi quý vị. Dạ, nếu thấy rằng nó có cần yếu thì quý vị cứ biên, còn thấy nó cũng không có gì thì cũng không sao, của tôi còn của tôi. Bây giờ tôi đưa ra thì tôi cũng phải làm cái phận sự là giải thích một phần nào, chứ nếu tôi không giải thích thì tôi đã chịu trách nhiệm mà có đôi khi đồng đạo quý tu sĩ chúng ta đó không có nắm đạt được cái ý nghĩa của bốn câu chúng tôi nói đó, rồi đôi khi mình bàn bạc với nhau hay là mình truyền ngôn nhau sau đó rồi nó không có hết ý tôi, thì tôi phải chịu trách nhiệm quan cũng uổng lắm. Thành ra tôi cũng sợ chịu quan, chịu cái trách nhiệm quan, cho nên tôi cũng xin đọc lại thì giải thích trong cái đẩy của bốn câu này tôi muốn nói gì và diễn tả nó như thế nào. Thưa chị quý vị, tu là trao sữa
hết mê si. Sĩ học giảng kinh đạo lý tri, hòa thuận vô tranh thân nghĩa trả, hảo lòng luôn tốt chẳng tiên gì. Bây giờ chúng tôi trở lại để trao đổi cái nghĩa của bốn câu này. Đại ý chúng tôi muốn nói gì câu thứ nhất và từng tự ba câu sau. Câu thứ nhất mà chúng tôi muốn nói tu là trao sữa giúp mê si đó, là muốn nói rằng mỗi tu sĩ chúng ta đều phải có công phu hành đạo. Và sau cái thời gian công phu hành đạo chân thiết đó, chúng ta sẽ được cái diệu huệ gọi là giúp mê si. Nếu tất cả chúng ta đều giúp cái tâm tánh mê si của mình nhiều đời kiếp, mà trong kinh từ điển nó gọi là vô minh, thì tức là chúng ta đã phát được cái diệu huệ. Diệu huệ là gì? Là cái sáng suốt tự tánh mà mỗi người con Phật chúng ta ai cũng được có. Hiện giờ đây chúng ta cũng vẫn có diệu huệ, nhưng mà hiện giờ chúng ta chưa phát hiện vì nó chưa trải qua một cái thời gian công phu đúng mức. Đức từ phụ của chúng ta là Đức Phật Thích Ca, gần hơn Đức Thầy Tông Tính chúng ta đây. Sở dĩ Ngài nói lên một câu là thiền bát nhã ta cầm ta lái viết đưa người có đến sông mê, là Ngài đã chứng thật được cái diệu huệ của tự tánh rồi đó. Vậy thì cái chữ mà dứt mê si đây, hết mê si đây, tức là phát hiện được diệu huệ. Ý câu thứ nhất chúng tôi muốn nói rằng tu sĩ chúng ta cần phải có thời gian công phu chân thật và bền chắc, để rồi chúng ta sẽ tự khai ngộ được cái tâm linh của mình. Cái diệu huệ tức là cái hiểu biết của tự tâm linh của mình. Cho nên vì lẽ mà chúng tôi mới mộc mạc mấy cái bảy chữ đó. Thưa quý vị, nhưng muốn bước đến cái thực chứng này và cái kho tàng này cũng như lợi ích này, thì lẽ tất nhiên tu sĩ phải có học. Cho nên chữ sĩ mà chúng tôi định nghĩa đen, sĩ học giảng kinh đạo lý tri. Câu này có hai phần đại ý. Nếu chúng ta là người tu sĩ mà có học, mà đạo lý là hiểu biết một cách tinh tường, tức là chúng ta đã trải qua hai cái giai đoạn văn huệ và tư huệ trong câu đó. Vì học là văn huệ, mà đạo lý hiểu biết là do nó cái suy tư nghiệm nghĩ và thấu đáo được chân lý. Cho nên hai cái đó là hai cái món quà đầu tiên mà Đức Phật đã dành sẵn cho những người con Phật hay là tu sĩ nó cách cần hơn. Là trên cái quãng đường đi về xứ Phật đó, chúng ta sẽ có cái số chi phí dọc đường là văn huệ và tư huệ đó. Cho nên chúng tôi mới diễn ra những cái lời văn đó. Nếu chúng ta không bàn, không nói trắng ra thì những danh từ này chưa biểu lộ được cái ý mà chúng tôi muốn nói, vì nó hàm chứa trong đó, tức là cái văn ấy nó ngậm cái nghĩa. Vì lẽ mình chúng tôi phải bàn bạc, tức là nói trắng ra. Rồi bây giờ đến cái đặc biệt tu sĩ là hòa thuận vô tranh ân nghĩa trả là nghĩa gì? Bảy chữ này mang hai cái ý nghĩa, tự lợi và lợi tha. Vì chúng ta giữ cái thái độ đạo đức hòa thì vô tranh, tức là không có tranh cãi với ai, không có mang cái điều tai hại, và nó giữ được cái bổn tâm trong sạch thanh tịnh. Với cái tự lợi tức là mình không chuốc lấy cái quả đau khổ về sau, tức là hậu quả không có. Chúng ta có thể nương cái nghiệp lành ấy, tâm thanh tịnh ấy mà ra khỏi ba cõi sáu đường, nhưng dù sao cũng phải trả hết tứ đại trọng ân mà chúng ta đã thọ. Cho nên ơn nghĩa trả. Và đến câu thứ tư, hảo lòng luôn tốt chẳng thiên gì. Thì câu này đó muốn nói lên là cái người tu sĩ Phật giáo hòa hảo đó, là cái lòng luôn tốt, tức là chí thiện, giữ cái lòng tốt lành để thể hiện cái tinh thần bình đẳng. Chẳng thiên gì là bình đẳng, không có thiên lệch đối với kẻ sang người hèn, kẻ cao người thấp, và lãnh vực với chúng sanh này và chúng sanh khác. Cho nên đó là tốt lành, là chí thiện, mà còn lại bình đẳng nữa. Thưa toàn thể chư quý vị, đó là cái lời văn thô sơ và ý kiến thiển cận của chúng tôi đã cô đọng trong bốn cái câu thi mà vừa biếu không quý vị. Kính thưa chư đồng đạo, bây giờ chúng tôi cũng trở lại cái phận sự của mình, trao đổi theo nguyên tắc mà chúng tôi đã nêu lên. Đây là theo cái lề lối trao đổi và nhắc nhở nhau trong cái chương trình hữu học. Sở dĩ chúng tôi nói hữu học là gì? Là có đưa ra dàn bài theo cái nguyên tắc cái bài văn nghị luận
tức là có phần đầu, phần giữa, phần cuối, mà được mệnh danh là phần mở đầu, phần diễn đề, phần kết luận đó. Thì để cho quý vị theo dõi. Và ở đây chúng tôi xét nghĩ là cái trường hợp này đó, theo cái chủ trương của anh em Vinh Đệ ở đây và Đệ Sáu đây đó, muốn cho tu sĩ chúng ta có cái môi trường, có cái điểm tựa học hỏi hiểu biết về đạo lý nói chung, về giáo lý của Đức Thầy. Cho nên vì lẽ mà chúng tôi phải làm cái chương trình hữu học, tức là dàn bài đâu đó với cái bố cục của cái người học về văn hóa, hãy nương vào cái dàn bài đó mà trình bày. Còn với cái trình độ mà tự thiết do nơi tự tâm lượng cơ mà nói đó, thì chúng ta không thể so sánh và chưa có thể bước tới đó. Hay là nói rõ hơn là tôi chưa thể làm cái chuyện đó quá, chưa có khả năng làm tới chuyện đó, cho nên cũng phải nương có dàn bài rồi trình bày theo đó để trao đổi cùng đồng đạo cho nó khỏi có lộn lẽo, hoặc là nó khỏi có lấp dấp, hay là nó khỏi bị xa đề tối nghĩa vân vân. Cho nên chúng tôi đã mở đầu cái dàn bài tu sĩ hòa hảo là cái phần đầu đó, tu sĩ gồm có những ai và tu sĩ có hội thời nào. Trong cái phần A có hai tiết mục. Đứng một cương vị tu sĩ thì chúng ta dù muốn dù không cũng được khách quan đã nhìn nhận, ca ngợi công nhận rằng mình là tu sĩ với cái công hạnh và hình thức của mình rồi. Thì bây giờ dù muốn dù không mình cũng đã thọ nhận cái danh từ cao quý này, thì chúng ta cũng phải biết cho nó rõ ràng về tu sĩ. Mà cái tiết mục đầu của phần A đó là tu sĩ gồm có những ai. Cái chữ gồm có những ai đây là muốn hỏi lại có ai đủ tư cách làm tu sĩ và ở giới hạn người nào. Cái danh từ này thì không có chỉ riêng cho cái hạng nào, vì hai chữ tu sĩ đây nó chưa có phân tích là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, nam hay nữ. Về lớn tuổi cũng có thể nói là tu sĩ được, nhỏ tuổi cũng có thể gọi là tu sĩ được. Chẳng những như vậy mà bên nam và lẫn cả bên nữ cũng gọi là tu sĩ được. Về bị chữ ai đây là hỏi chung, nó là phím chỉ đại danh từ, chỉ cho tất cả, từ nam tới nữ, từ già tới trẻ, nếu đủ điều kiện thì chúng ta sẽ là được người đời, hoặc mình cũng có thể bảo giảng nhìn nhận mình là tu sĩ được. Nếu đủ điều kiện trong cái cương vị người tu sĩ, tinh thần những người tu sĩ, thì chúng ta cũng là tu sĩ, dù là 70 tuổi cũng gọi tu sĩ già nữa. Dạ. Không lẽ ông đó, ông đủ điều kiện mà không cho ông là tu sĩ được không? À, mà điều kiện đó làm sao sao thì chút nữa đây chúng tôi sẽ trình bày phần diễn đề. Về tu sĩ hôm nay, sở dĩ được gọi chung, nó là thể hiện cái danh từ bình đẳng đó quý vị. Phật giáo hòa hảo, tôi gọi danh từ bình đẳng. Cho nên gọi là tu sĩ, mà nam cũng tu sĩ, mà nữ cũng tu sĩ. À, chứ không có đặt nhiều xưa nhà Phật đó, nếu là bên nam là tỳ kheo, còn bên nữ đó thì cao ni. Hay là bên nam thì gọi các ông tăng, còn bên nữ thì gọi các sư ni, chứ không thể gọi chung như chúng ta. Đó là danh từ đặc biệt, nó từ hình thức đến nội tâm, và cái nguyên tắc danh từ ấy đã có quy định rõ ràng trong cái kinh luật của Phật. Mà hôm nay chúng ta hôm nay đây đó, tu theo giáo lý Phật giáo hòa hảo, Đức Thầy đã xác nhận một cách rõ ràng, chính xác là bàn xét như trên thế rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc dạng tại gia tu sĩ, học Phật tu nhân vậy. Cho nên chúng ta được hưởng cái danh từ tu sĩ thôi, chưa có gọi là tăng sĩ hay là sư ni. Vì đó nó phải mang cả hình thức lẫn nội tâm. Ở điều này quý vị cũng thấy, ở đây tu sĩ chúng ta đó không có cái quy chế và hình thức phải mặc như thế nào, thì tùy tiện chị em bên nam cũng như bên nữ mặc sao mà mang được cái tinh thần của người tu chân chính, xứng đáng là tín đồ Phật giáo hòa hảo thì được gọi là tu sĩ. Cho nên nó không có cái khu biệt về hình thức, vì lẽ mà chúng ta không gọi là một danh từ là tăng hay ni được, mà chỉ trọng về mặt tinh thần. Ở đây nó vừa thể hiện cái danh từ bình đẳng, mà vừa muốn nói rằng tu sĩ hòa hảo là quan trọng ở tinh thần, chứ không có được cái quy chế hưởng hình thức. Cho nên vì lẽ mà ai cũng được làm tu sĩ cả, như chúng tôi đại để là 4.000 người. Bây giờ chúng ta đã hiểu được một phần nào cái danh từ
à, ai cởi mở được cái câu mà ai những ai được làm tu sĩ thì cởi mở rồi. Bây giờ tu sĩ có hồi thời nào? Trải qua đạo nhà chúng ta hôm nay là 53 năm mấy rồi. Nhưng mà tu sĩ được có hồi thời nào? Đức Thầy lịch sử Phật giáo Hòa Hảo là khai đạo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939. Tới nay là năm 1993 rồi. Nhưng mà cái ra đời, sự có mặt của tu sĩ đó hồi thời nào? Vì danh từ ấy nó được, nó là mang đến bây giờ cho những người nào ở trong cương vị của người tu sĩ. Thưa quý vị, theo chúng tôi biết, năm 1965 thì Phật giáo Hòa Hảo có tư cách pháp nhân, có giáo quyền. Sau khi có giáo quyền, chúng ta mới mở ra các khóa đạo pháp khai tâm và khóa sơ cấp đào tạo giảng viên nhân dân. Sau đó có khóa tu nghiệp. Và sau cái tu nghiệp ấy thì trong giáo hội chúng ta xin phép để mở tu viện. Lẽ tất nhiên tu viện phải có người tu, thì người tu ấy được gọi là tu sĩ. Chứ thật ra trước cái năm 1965 nó cũng có tu sĩ, nhưng mà cái danh từ ấy chưa có đặt lên trên cái cương vị của người tu ở tại gia hoặc ở tu viện, vì mình chưa có xin phép, chưa có nói ra, công bố ra. Cho nên sau cái ngày giáo hội mà lập ra cái tu viện đó thì mới có danh từ tu sĩ cho bây giờ. Thưa quý vị, sở dĩ có là gì? Nó được có cơ hội được gắn lên cái danh từ, chứ trước đó cái tinh thần tu sĩ cũng vẫn có. Bây giờ trở lại tín đồ của Đức Thầy đó, có nhiều người lớn tuổi lắm, ở độc thân tới bây giờ, tu hành rồi trọn đời trong sạch. Mà hồi trước năm 65 nữa thì các ông ấy đâu lẽ mình không gọi là tu sĩ được. Chẳng hạn như trụ trì chùa Vũ Lâm Tự ở xã Phú Lâm, ông Nguyễn Văn Đô, ông này tu hồi nhỏ tới lớn luôn. Rồi bây giờ ông đã qua đời trên 70 tuổi rồi, rồi không lẽ ông không được gọi tu sĩ không? Thì kiểm điểm lại cái hành vi đạo đức của ông và cái đời sống của ông thể hiện đúng mức theo cái lời Đức Thầy chỉ dạy, thì chúng ta đâu lẽ đặt ông ngoài dòng tu sĩ. Cho nên cũng có thể gọi ông ấy là tu sĩ về cái tinh thần tu sĩ đã có trước năm 1965. Nhưng mà cái danh từ tu sĩ được đặt lên là sau khi chúng ta có cái trường hợp như đã nói nãy đó. Vì lẽ tu sĩ mà chúng tôi nói, lớn tuổi, nhỏ tuổi, từ nam tới nữ đều có thể ảnh hưởng được, và mình cũng có thể bước vào cương vị ấy là như vậy đó. Vậy thì ông Nguyễn Văn Đô, bây giờ nói tới ông tôi cũng xin nhắc một câu chuyện ông, để rồi cũng là một câu chuyện để thay đổi vào không khí. Ông này cái nhân duyên tiền kiếp không biết như thế nào đối với Phật Pháp, nhưng mà lớn lên khi nghe Đức Thầy mở đạo và hảo đó thì ông liền ái mộ. Nghe Đức Thầy thuyết pháp ông liền ái mộ, chứ chưa thật sự là ông đã có gặp mặt lần nào. Ông lại có ý định ngộ lắm, bởi vì lúc trước tôi có sống trong chùa ông một thời gian, và sự tiến cử nâng đỡ của ông để tôi bước lên cái con đường làm việc đạo pháp đây cũng có ân nghĩa lớn đối với tôi, và tôi cũng biết rõ thành phần đó. Ông đến tổ đình, tức là nhà Đức Ông đó, bây giờ chúng ta kêu là tổ đình, hồi trước đến nhà Đức Ông để rồi được tìm hiểu ở Đức Thầy, rồi ông để tu hành. Cái tinh thần cao độ ông từ lúc nhỏ như thế đó, thì đến đó ông không có, ông định ý là không có hỏi ai hết, để quan sát coi Đức Thầy như thế nào. Mà mình thấy cái tác phong Đức Thầy và tất cả những hành vi cử chỉ Đức Thầy không hỏi ai hết, được là diện kiến nếu người nào mình đáng tôn kính, mà thật sự đó là Thầy mình ghi. Cho nên ông đến nhằm cái buổi trưa, Đức Thầy thuyết pháp xong là Thầy nghỉ. Ông dòm quanh nhìn rút mấy cái chỗ nằm nghỉ bộ ngựa hay gì đó, thấy có nhiều cô bác cũng lớn tuổi trang nghiêm, râu tóc cũng có nữa, mà ông dòm hoài cũng có nhỏ tuổi lớn tuổi, mà không thấy ông nào ông đáng có thể nói là tin tưởng là Đức Thầy được. Ông thất vọng, ông nói nếu trong cái số người nằm ngủ đây đó mà chỉ một người nào trong đó mà nói là Đức Thầy, chắc là ông lui về không có mở miệng mà xin quy y gì. Vì sao ông quan sát cái tác phong, cái tướng mà ông lại có cái ý nghĩ vậy? Nhưng mà ông dòm qua một bên kia, cạnh bên kia, thấy một người nằm trên kia bố tóc da dài cắn da, không biết ông thấy như thế nào mà ông lợn xá hỏi ai rồi. Thầy trở mình ông lợn xá, mà Thầy nói mới xuống. Ông nói con xuống đây để rồi được Thầy chấp nhận cho con vào đạo quy y tu. Ngộ vậy, không có hỏi ai hết. Rồi từ đó tới sau ông được vào đạo tu hành cho đến tới chết ở tại chùa.
đó là ông trụ trì Nguyễn Văn Đô. Thưa quý vị, như thế nào mà ông này ông lại là không cần phải hỏi ai, và ông có cái định ý ngồi như vậy? Trong cái định ý ông được thỏa mãn cho cái lòng ông muốn, vì ông đã quan sát ở Đức Thầy về cái sắc tướng, về cái phong độ đạo đức, về cái tư cách đạo đức, cái phong độ của Thầy, không biết từ ở đâu, ở trong thâm tâm nó biểu lộ như thế nào mà cái người thường nhân và cái người có trí người ta nhìn qua, người ta đều quy kính rằng chúng ta là người học đòi theo Đức Phật, Đức Thầy. Đức Thầy cũng cho biết cái điều đó. Ngôn từ đạo hạnh ý thầy khuyên hạnh đức ân cần gắn tập chi. Cái đạo đức đó, nó biểu lộ ra cái hình thức và cái lời nói. Cho nên ông này ông không có hỏi ai là Đức Thầy cả, mà không ai chỉ cho ông, mà ông lại biết Đức Thầy, vì đó là ở biểu lộ một cách quá rõ ràng cái phong độ đạo đức của Đức Thầy. Chứ nếu như không có cái phong độ phi thường thì chắc chắn là ông Nguyễn Văn Đô này ông không bao giờ quy, bị ông đã quan sát, ông định ý không hỏi. Nếu ai là người đáng kính trong cái tư cách đạo đức mà ông thấy ra, ông quy liền. Thưa quý vị, thôi câu chuyện tới đây đóng ngặt, và chúng ta nhận xét phần nào như thế đó. Về được làm tu sĩ trong Phật giáo Hòa Hảo đó là ảnh hưởng nơi cái đạo đức của Đức Thầy, điển hình là ông Nguyễn Văn Đô. Bây giờ chúng ta cũng ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mà tiếc gì, mấy em đây, nói chung là tới tôi cũng vậy, sanh bất cùng thờ, không gặp được Đức Thầy, mà chúng ta lại có tiền duyên, có tiền căn, cho nên vì lẽ mà chúng ta được quy y. Chứ tiếc gì, chúng ta được gặp trực tiếp với Đức Thầy đó, thì chắc chắn là cái tinh thần nghị lực chúng ta tự nhiên nó phát khởi, cũng giống như lửa mà châm vô trong cái bổ rơm tự nhiên nó cháy. Là vì cái hạnh đức của Phật nó là một cây đuốc sáng tỏ để rọi tất cả vô minh đen tối. Mà tuy nhiên chúng ta không quá thất vọng, không quá là hối tiếc chuyện đó, bởi vì chúng ta cũng có cái tiền duyên. Cho nên nghe qua giáo lý mà tu hành được, thì nếu như chúng ta gặp được Đức Thầy, chắc có lẽ là nghị lực còn phải cỡ nào nữa đó. Hay là nói một cách khác, tất cả chị em huynh đệ tu sĩ, nhất là tu sĩ trẻ tuổi đây, quý vị cũng có nhiều cái tiền duyên, tiền căn với Đức Thầy lắm. Cho nên nhỏ tuổi thời này mà dám buông bỏ tất cả sự việc vật chất chân minh ở ngoài đời, mà lo bước vào cái cương vị của người tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo để là tu hành rồi đền đáp tứ đại trọng ân. Chứ thật ra cái thời này đó là thời chân minh vật chất đang nghĩa là đổ xô, mà Đức Thầy cho biết loàn sóng ấy nhiều người đón rước dục nhân tâm sôi nổi tràn trề. Người ta đón, người ta rước cái văn minh vật chất đời này nó chiều chuộng, đời vật chất văn minh chiều chuộng. Thế mà quý vị cũng được nghĩa là phát tâm tu hành là tiền căn đã có rồi. Bây giờ khỏi hỏi ai, khỏi hỏi một vị tiên vị Phật hay là tra cứu kinh sách, thì chúng ta đã thấy Đức Thầy nói trong giảng duyên lành rõ được cùng biên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Nếu không có thiện duyên, không có hữu phần thì chắc chắn không có bao giờ mổ đạo, không bao giờ chịu tu, và nhất là không bao giờ dám làm tu sĩ. Nếu làm tu sĩ thì phải làm sao đó mới xứng đáng với người tu sĩ, và nhất là tu sĩ Phật giáo. Cho nên sự có mặt của vị ở đây đã nói lên tiền căn tiền duyên của đồng đạo lắm rồi. Và nhất là tuổi trẻ mà chúng tôi muốn nói đó, cái tiền duyên mà dễ hiểu nhất đó là người ta hiểu bao quát hay rộng rãi là nhiều kiếp trước mình có tu theo Phật, theo Thầy, theo Bửu Sơn Kỳ Hương chẳng hạn. Nhưng ở đây cũng có thể nói thêm một cái điều, một cái lý luận rất là gần gũi, là coi chừng mấy em mấy cháu mười mấy hai mươi tuổi, thăm ngoài tuổi ba chục tuổi cũng được, coi chừng tín đồ Thầy hồi năm 45, 47 trở về trở lại mà mình chưa đắc đạo chưa biết, phải không? Chứ thiệt ra mình phải thú nhận mình có tiền duyên. Mà đã có tiền duyên thì hoặc xa hoặc gần, nếu gần là hồn 45, 47 trở lại, 45, 47 trở lại giờ cũng mấy chục tuổi đâu phải ít. Không biết mấy cô mấy cậu đều trước làm đạo ở đâu, tín đồ của Thầy ở xã nào đây, bây giờ trở lại đây đông quá, lo tu ăn chay niệm Phật đây, thì rõ ràng cái tiền căn mới đây, cho nên nó còn tuổi trẻ mà lại cái giống đó nó mạnh lên. Bị người ta để giống, người ta không có dám để lâu năm, cái giống mùa trước để mùa sau lên mạnh lắm. 45, 47 trở đây nó lên mạnh nè, nhỏ nhỏ gì mà dám tu là cái hậu giống mạnh nó lên, có thể chứng minh vậy đó. Nhưng mà dù sao chúng tôi phải nâng đỡ và làm phận sự để tiếp nối con đường đạo pháp và trả ơn Thầy tổ. Cho nên vì đó chúng tôi xin đặt lên một câu hỏi, hỏi chung: tu sĩ là gì? Chúng ta cũng phải hiểu hai chữ tu sĩ, gọi là tu sĩ định danh, tức là định nghĩa cái danh từ tu sĩ. Bây giờ tôi định nghĩa đơn được, còn quý vị sau này sẽ là tế nhị thêm nghe. Tu là sửa cao, sĩ là học biết,
đó là một nghĩa. Nghĩa đen, nghĩa hẹp. À, sĩ là cái người có kiến thức về đạo đức, tu là người có chứng ngộ về đạo đức, là hai nghĩa. Nghĩa thứ ba, tu sĩ đó, sĩ là người không có mê tín dị đoan, chỉ có học đạo đức, có kiến thức đạo đức. À, tu đó là thật sự đã trở lại sống với chân tâm, không sống với ý thức. Bây giờ có thể nói tu sĩ là người có cả tâm lẫn trí. Nếu tu sĩ không có tâm, có trí thì sợ ta. À, mà tu sĩ có tâm, có trí thì vừa hiểu biết có kiến thức, mà vừa thật sự tu hành chân chính. Cho nên vừa có huệ mà vừa có định. Hai chữ tu sĩ là định huệ tương song. Nếu đã có định có huệ thì không bao giờ lạc vào vô minh tà kiến, và không bao giờ bị mê tín dị đoan. Bởi vì định đa huệ thiểu thì bất ly vô minh, mà huệ đa định thiểu là tăng trưởng tà kiến. Bây giờ đã thoát được cái tà kiến của nội tâm mình, tức là mình đã có cái chánh kiến, không còn mê si bản ngã, không còn nghe lời ý thức, mới là tu sĩ. Và là tu sĩ thì không còn bị đang mê tín, không tin quyền vặt theo cái lối nghĩa là ngoại đạo tà sư, ngoại giáo. Đó là tu sĩ. Về tu sĩ chúng ta đã làm sáng tỏ cho đạo Phật, đã trở lại sống với chánh kiến, trở lại sống với chánh tín, không còn mê tín gì đâu. Như vậy quý vị thấy hai cái danh từ mà tu sĩ mà chúng tôi vừa định nghĩa qua đó, nếu nó còn là chỗ nào định nghĩa thì quý vị cứ việc sau này tô đậm thêm. Chứ chúng tôi cũng chỉ làm phận sự đại cương, chứ cũng không thể chi tiết. Tôi tin tưởng rằng ở cái khả năng, với cái trình độ và nhân duyên của quý vị, sau này sẽ sáng lạng hơn chúng tôi. Bởi vì những cái tre trước đó, cái tre già đó, nó không lớn mà kim ăn. Kim ăn lúc nào nó cũng mập. Cái tre đó, ví dụ bề ngang nó một tấc, cái cây măng sau này tấc rưỡi. Bởi vì từ cây măng nó mọc lên, cho nên cái tre, nhưng mà cây măng lúc nào cũng mập, cũng mập, cũng có cái tre này. Mà đều con cái đó, măng ai chết kiểu. Bị hay bẻ, bị người ta bẻ, ta thấy tốt, ta hay bẻ. Quý vị nhớ tu sĩ giống như măng non, người ta hay bẻ dữ lắm. Sự thật nếu không giờ mới, nhờ mấy cái tre già, mà nó có những cái dáng nhện nó bao bao đen, thì ta bẻ về ta xào cốc xào nhái hết rồi. Hoặc mấy sau đồ cũng nương vào cái sức sống, cái sinh lực của mấy cây tre, mà mấy cây măng nó ít có bị sâu. À, hoặc là nhờ dáng nhện của mấy cây tre mà mấy cây măng an toàn được lớn. Cho nên chúng tôi cũng nguyện đem mấy cái dáng nhện thô sơ của mình và cái sinh lực của những cái tre già này để giúp cho quý vị nên những cái tre măng tương lai sáng lạng, sau này sẽ là rương cột của Phật pháp. Thưa chưa quý vị, bây giờ chúng tôi đã định nghĩa qua rồi, tức là định danh rồi. Chúng tôi sẽ làm cái phận sự kế tiếp. Chúng ta đã bằng lòng với danh từ tu sĩ Phật giáo hòa hảo. Nhưng mà tu sĩ Phật giáo hòa hảo khi bước vào cái đường lối tu hành, chính thức người tu sĩ Phật giáo hòa hảo rồi, chúng ta phải phát tâm như thế nào? Tu sĩ phát tâm như thế nào? Chứ thật ra cái lòng ngộ đạo, tu thì ai cũng ngộ đạo cả. Nhưng mà phát tâm cho nó đúng cái lẽ và đúng cái lý, cũng như đúng cái đường lối của nhà Phật, thì sự phát tâm ấy gọi là phát tâm chân chính. Về tu sĩ Phật giáo hòa hảo phát tâm cho đây, chúng ta cũng bàn sơ qua chuyện này một chút nha. Bởi vì sự phát tâm là cái bước đầu tiên, là cái hướng nhắm của tất cả mọi người, là cái đích chung của người tu sĩ. Nếu mà mình nhắm sai một cái rồi đó ha, dầu là có công trình dày dặn bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, và suốt cái đời mình ăn chay khổ hạnh nhân dân, mà đi trịch hướng cái rồi thì cũng không có khả quan gì. Bởi vì mình đi nó không đúng cái định hướng, tức là chỗ Phật muốn mà mình lại đi chỗ khác. Giả sử như hướng Tây mà mình đi qua hướng Đông, hướng Bắc thì không thể được. Thành ra cái hướng mà duy nhất của Đức Thầy muốn cho chúng ta đó là cái hướng nào và phát tâm như thế nào đây. Bây giờ chắc có lẽ quý vị đã học qua danh từ học Phật và có phát tâm, có biết hết trơn rồi. Mà dù sao chúng tôi cũng được lại và chi tiết một phần nào để rồi cho nó sáng tỏ và nó rõ ràng hơn. Chứ nếu nói tới cái sự phát tâm thì chắc chắn ai cũng đều đồng ý là phải phát tâm Bồ Đề, phải không? Chắc chắn là phải phát tâm Bồ Đề hết trơn rồi. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn chi tiết cho nên đã ghi trên bảng. Có ghi không? Dạ, trên bảng về tu sĩ phát tâm lại có năm cái điều kiện phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề rồi phục tâm Bồ Đề, minh tâm Bồ Đề, xích đáo Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề nữa. Cái đó nó nghĩa như thế nào? Nói chung là phát tâm Bồ Đề là đủ rồi. Nhưng mà muốn cho nó chi tiết đầy đủ, để trường hợp hôm nay gần như là cái trường hợp hướng dẫn, trao đổi,
chứ không phải là trường hợp đại chúng, mà chúng tôi chỉ nói gọn thôi, phát tâm Bồ Đề là đủ rồi. Mà hôm nay chúng ta cần phải trao đổi để cho tất cả tu sĩ, vì đối tượng của chúng tôi là quý vị tu sĩ, cho nên vì lẽ mà chúng tôi phải cần chi tiết. Cũng như tôi nói hồi nãy đó, là đệ sáu đại cương qua cái nghĩa lý tu sĩ, mà chúng tôi lại là chi tiết, cũng như đệ sắc lớn là tôi sắc nhỏ nhỏ lại, sợ bự quá quý ăn, quý ông khó ăn, hoặc là mấy cháu nó cũng hay ăn nhỏ nhẹ lắm, cũng sắc nhỏ nhỏ cho nó ăn dễ gọn nghe, cho nên nó chi tiết quá vậy. Phát tâm Bồ Đề là gì? Mà rồi phát tâm Bồ Đề còn thêm những cái trình tự kế kế đó nữa. Bồ Đề phải liên tiếp, nào là phục, nào là minh, nào là sức đáo, rồi vô thượng nữa. Bồ Đề đó, danh từ này sở dĩ có là trước đây 2537 năm là do Thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới gốc cây Bồ Đề đắc đạo, cho nên đạo của Phật cũng gọi là đạo Bồ Đề, đắc được đạo Phật cũng gọi là đắc đạo Bồ Đề. Ngài là tổ sư Bồ Đề. Như thường thường người ta ở đây ta nói mày quá tổ sư Bồ Đề, bộ dễ làm tổ sư Bồ Đề lắm rồi. Tôi vô lượng kiếp bỏ vách thành con vợ, rồi khổ hạnh 6 năm đến khi có ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày, nhập định không ăn, không uống, không có suy nghĩ gì cả, để tâm thanh tịnh vắng lặng trở lại chân như bổn tánh, rồi phát hiện được tam minh lục thông, rồi chứng lên Bồ Tát, rồi chứng lên Phật mới được Bồ Đề, chứ bộ khi không làm Bồ Đề được. Hỏi ở đây nó mày bộ tổ sư Bồ Đề. Bồ Đề dễ dễ lắm mà. Vậy cái đạo Bồ Đề của Đức Phật Thích Ca là đạo gì? Ngài đã sạch hết trần cấu, Ngài sạch hết ý thức vô minh, sạch hết trần duyên, cho nên cái đạo của Ngài gọi là đạo giác ngộ. Bồ Đề là đạo, Bồ Đề là giác ngộ, mà cái quả chính của Ngài là diệu giác. Cho nên nếu phát tâm Bồ Đề là cầu đạo giác ngộ đi đến thành Phật. Gọn là gì? Ở đây Đức Thầy dạy chỗ nào đó? Ráng tu cho quỷ khiếp thần thâm được tâm pháp Bồ Đề vững chắc. Chứng minh khi Đức Phật Thích Ca đắc đạo rồi đó, quỷ khiếp được thần thâm luôn. Quý vị còn nhớ cái chuyện đó nè. Ma Vương Ba Tầng ở trên cung trời Tha Hóa Tự Tại Vương ở trên đó, được nghe là cái hào quang của Phật đắc đạo vô thượng Bồ Đề rồi xong tới trên, nó thấy cái hào quang quá sợ rồi. Nếu ông là Gautama này, ông đắc đạo rồi một cái đó ha, là cái chúng ma mình nó bỏ hết trơn theo đó, và quần chúng như này không còn ai sợ nữa, sợ sợ mình giờ không còn theo cái đạo của mình nữa. Cho nên lúc bây giờ Ma Vương Ba Tầng nó thân hành đến. Ma Vương Ba Tầng áp cách mình bao xa dưới đồng đạo quý tư chỉ học Phật cũng hiểu chỗ này chút, cho nên sau vô cũng xin phép chi tiết ha. Cách đây cõi trời mà chúng ta lên đụng lần thứ nhất Tứ Thiên Vương ở bốn cái gốc núi Tu Di, mà chúng ta dòm trở nói trời xanh xanh hết. Quý ông có mắt thấy với tôi cũng không biết. Mỗi gốc đều có một cái vị Tứ Thiên Vương, mà giữ ngũ giới đó về trở được làm dân của Tứ Thiên Vương, và trong Tứ Thiên Vương là sống 500 tuổi, một ngày đêm ở trở là 50 năm với mình. Lên khỏi Tứ Thiên Vương là Đao Lợi Thiên, sống 1000 tuổi ở trở tu thập thiện, sống 1000 tuổi, một ngày đêm ở trở là 100 năm với mình. Một đời của mình nó chỉ có một ngày đêm của ta, mà bá niên trường thọ không dễ gì có ông, lâu lâu cũng có được ông. Vậy mà có ngày đêm của ta đó, cho nên Đức Thầy nói, ngoài kiếp phù du của trần thế có cái gì không di không dịch vĩnh viễn trường tồn? Phù du là sớm sanh chịu chết, mà mình đây 70-80 năm sao sớm sanh chịu chết? Mình 70-80 năm là cái tuổi của mình đây, cái giới hạn mình đây, phước báo hữu lậu của mình đây. Chứ thật ra về cái phước báo trường thọ khỏi Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên ta có một ngày đêm không? 50 tuổi chết là có một ngày đêm cả nó. Phù du khỏi Tứ Thiên Vương, 100 tuổi chết là phù du khỏi trời Đao Lợi. Cái thầy nói câu đó mình có chi tiết được không? Bây giờ nhờ Nga đọc qua lịch sử thì hiểu được cái chỗ đó, thầy nói thật là chính xác, nhưng mà nó ngoài cái hiểu biết chúng ta. Còn lên khỏi trời Tứ Đao Lợi Thiên là Dạ Ma Thiên, sống 2000 tuổi, một ngày đêm ở trên là 200 năm với mình. Đâu Xuất Thiên 4000 tuổi, một ngày đêm 400 năm với mình. Quá Lạc Thiên 8000 tuổi, một ngày đêm ở trên 800 năm với mình. Lên tới Tha Hóa Tự Tại Thiên 16000 tuổi, một ngày đêm ở trên 1600 năm với mình. Ma Vương Ba Tầng ở đó, đó. Nghe ghê chưa? Mình tưởng đâu nó ma, ma là tụi nó thấp hơn mình dữ lắm. Ai về nó lên tới cái cõi trời Tha Hóa Tự Tại Vương, nó sống 16000 tuổi, một ngày đêm mới đến là 1600 năm với mình. Nó nghe Đức Phật đắc đạo rồi nó sợ quá, rồi người ta bỏ hết trơn, người ta theo Phật đây rồi, cái cõi Tứ Thiên Vương không còn, Đao Lợi Thiên không còn, Dạ Ma Đâu Sức Quá Lạc gì, Tha Hóa Tự Tại Vương này cũng không còn ai trơn, rồi mình ở với ai? Nên thân hành đến để nó khảo Phật. Lúc bây giờ nó đến nó quá sấm, quá sét, quá đủ thứ, binh ma của nó rình rộ làm cái khủng khiếp, mà trong khi đó Đức Phật mới có đắc tam minh lục thông và lên diệu giác, thì nó thử đủ cách cho trơn, quá sấm sét, sau cùng nó lấy rằng cái vũ khí là tên rồi nó bắn vô trong thân của Phật, nhưng mà thân Phật bây giờ hoàn toàn chí thiện chí trơn,
ha. Tộc nghĩa là cái bản tâm thanh tịnh, gọi là bản lai thanh tịnh đây chứng rồi. Cho nên tất cả những cái gì mà trược, mà ô, mà xấu xa, hung ác bây giờ nó vô cái nó trở thành tốt hết. Tịnh quá ha. Tịnh quá tất cả cái chất độc. Bởi mình tu làm sao mà cho tịnh quá tất cả những cái hung ác bên ngoài trở, nó tới mình là thúc tốt hết trơn. Nó như Đức Thầy tịnh quá cái nước axit đó. Axit ai dám uống không? Mà Thầy uống một ly không có sao. Còn nói với ông Trần Nhân Tâm khỏe lắm. Chà, bây giờ ai uống mà khỏe lắm. Bởi vì mình còn giọng thức, giọng tâm uống cái đồ độc thì vô nó độc đi. Còn lìa giọng thức, giọng tâm trở lại chân như bổn tánh rồi, cái đồ độc trở thành đồ bổ. Thầy nói bổ quá, khỏe quá. Mà từ đó tới giờ không có nghe ai dám nói lần thứ hai. Không có người thứ hai nào vô axit mà nói bổ với khỏe nữa. Tại sao vậy? Cũng như Ma Vương Ba Tầng nó bắn thật mà rồi cái tên nó cắm xuống đất, nó thành cái bông ở trên rồi à. Lịch sử nói vậy không phải ngoa đâu. Kinh nghiệm Đức Thầy chúng ta xác nhận là biết rồi. Thấy không? Axit mà có trở thành nước bổ kìa. Thôi nói tới chừng rồi đi. Nó thử mà nhưng cái chính thất tâm Bồ Đề rồi quỷ khích thành thánh nè. Sau khi nghĩa là Ma Vương Ba Tầng bó tay trở về cung trời Thái Quá Tự Tại Vương rồi thì ba đứa con nó ra bạch hỏi. Thưa cha, thưa Phụ Vương, bữa nay xuống dưới chiến đấu với ông Cù Đàm sao mà về có bủ buồn quá hả cha? Nói thôi con ơi, hết sự nghiệp mình rồi, còn gì nữa mà kể. Nói sao vậy? Bởi vì ổng đắc đạo bây giờ cha làm hết khả năng rồi, không có thành thân nghị lực nào mà phá không được hết trơn á. Ổng dùng cái sức nào nó ngoài sức của cha rồi, bây giờ cha chịu thua. Chắc là từ cõi trời Tướng Thiên Dương và cõi người, cõi Atula dưới cũng thuộc về ổng hết trơn rõ rồi. Nói thôi vậy để ba con xuống dưới chứ không lẽ mình bó tay cha? Chừng nào hết khả năng hay? Bây giờ ba con cũng có nhiều cái nghệ thuật nữa là đặc biệt lắm. Ông nói thôi mấy đứa ấy cầu may xuống coi sao. Lúc bây giờ ba đứa xuống lượt. Mà ba đứa này xuống ghê tởm lắm. Tại sao vậy? Đứa chị, đứa giữa, đứa em út. Nha. Đứa chị thì nó lợi, nó múa vũ, nó kêu gợi Đức Phật. Ở trong đó mình nghe nói vậy chứ lúc đó không có tôi. Chẳng biết là sao. Nó kêu gợi, nó múa rồi đủ thứ, nó làm những cái chuyện ẻo lá đời này kia đã chứ động tâm mà. Nếu mà ý thức còn chút xíu phải ra cũng mập mộng nữa chứ. Ngặt ý thức nó chết hết trơn trời, nó khô ráng đâu rồi, cầm ra tứ gì tứ không lên. Nó rồi Đức Phật tự nhiên cái nó lui. Nó không được em ơi, chị hết khả năng rồi. Cái đứa giữa nó vô, nó không phải như chị mà nó múa không đâu. Nó mặc đồ nghe. Đồ nghe là nó thấy da thấy thịt, nó làm cái tư gửi mà. Nó cũng làm đủ thứ hết trơn. Nó lại còn than thỉ này kia nọ, nó nói đủ cái chuyện anh tình cho Đức Phật nghe. Phật ngồi trơ trơ vậy như Phật tượng à. Đứa này thì nó mặc đồ mỏng thôi nghe, cái đứa giữa mặc đồ mỏng thôi. Rồi nó cuốn gói nó thua, nó ra nó không được chị ơi, em ơi bây giờ chị hết khả năng rồi nghe. Chắc có lẽ là nhệ khí nhà ta đã phải mất rồi. Cái đứa em út nó không, mấy chị dở quá, để tôi đổ hết khả năng thử coi chinh phục này nổi không. Nếu tôi không nổi là ba chị em mình cuốn gói vô biết sao không? Nó không có búa mà nó không mặc đồ mỏng nữa mà nó là 100%. Ôi thôi rồi, cỡ đó mình hết dám nói rồi. Không biết nó ra sao tôi không biết nghe, ta nói vậy. Vô phương rồi. Nhưng mà Đức Phật cũng vẫn an nhiên, bất động như như, giữ tấm lòng bất động như như, cho hồn lĩnh yên lặng an cư, thì mới được quần nguyên phản bổn. Chắc ông quần nguyên đó. Ông phản bổn rồi cho nên nguyên tu, chứ mình chắc là không có được như như đâu. Vậy yêu cầu tu sĩ nha. Chúng ta chưa có công phu, chưa có kiến thức. Mà dù có kiến thức mà chưa có công phu cũng được. Đừng cứ dòm nó là cái đám ba dương ma tình nữa. Ba đứa con nó hiện tới thôi mình lui đi. Mà bây giờ nó đã xuống thế lâu rồi. Bởi vì phá Phật không được cho nên cố gắng phá đời mãi mãi. Bây giờ nó xuống khó rồi. Bởi vì hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ đó, ngồi thăm thiền với nó ghê hoài mà cũng không rung động được ngài. Nên cố gắng phá đời mãi mãi. Chắc bây giờ nó hiện ra, người ta nói nó ở chợ đi đập quần sờ lõn. Tôi nghe nói gì đó, mặc quần sờ lõn áo hết tay. Chắc nó quá. Tôi đổ. Tôi có nói vậy đó. Mà giờ chắc nó quá. Thì tôi không thấy chứ phải thấy. Ba ra làm sao? Mà mấy cái ông thấy tu sĩ đây vừa nói ôi thôi không có được. Chú Hải ơi, sao vậy? Tôi nói sao dữ vậy? Nói không được, con không dám dòm à. Mà rồi có gì đi chợ dám dòm. Bị nó mặc quần giỡn không có một. Tôi nói sao không biết tới hỏi bộ nghèo dữ. Không có quần mặc cái đồ kỳ cục kìa. Quý vị thấy không? Cái giá trị của Bồ Đề ở chỗ nào? Ở cái chỗ quỷ khiếp thần thâm được cái phát cái tâm chân chính ấy, giác ngộ hoàn toàn con đường ấy sẽ đưa chúng ta đến chỗ giải thoát. Cho nên cần phải phát tâm Bồ Đề đó. Thấy không? Nhưng mà phát tâm Bồ Đề là mới có giống à. Nhưng bây giờ có giống rồi chúng ta phải làm sao nữa? Phải có cái sức Bồ Đề. Nghĩa là phục tâm Bồ Đề là gì? Lấy cái sức của Bồ Đề, tức là sức giác ngộ và cái lý tưởng cao thượng duy nhất của chúng ta là muốn thành Phật để được giải thoát cho mình, giải thoát cho người. Lấy cái sức đó mà chiết phục phiền não. Chứ không phải phát tâm Bồ Đề đi tu về hết phiền não đâu. Có nhiều khi còn phiền não trong ngày.
Thấy không? Có lẽ ai mà mắng mình cái có biết phiền não nó hiện ra mặt biết liền. Vậy bây giờ phải dùng cái sức mà qua lâu ngày thật hết cần cấu phiền não nào là tham sân si, nào là mắt ô chân sắc đẹp tay ô thứ hai mũi ô ngửi ô thân mũi ô đầu ngón bé thân ô sự sung sướng anh ta nó tan mất hết rồi. Từ đó mình chùi mình giặt mình rửa mình sạch sẽ rồi. Bây giờ tự nhiên cái bản tâm mình phát hiện ra cái thứ vậy sáng suốt gọi là minh tâm bồ đề. Bồ đề sẽ đưa chúng ta đến chỗ sáng suốt. Nếu nương cái thứ bồ đề, nương cái tâm bồ đề thì có ngày để chúng ta sẽ được sáng suốt. Khi sáng suốt phải biết rõ, phải biết mình, đó là minh tâm bồ đề. Thôi chưa nói tới cái chuyện biết mình. Bây giờ chưa có thật chứng về định bồ đề sẽ nói cái chuyện biết mình. Minh tâm tức là biết được cái tâm mình gặp cách nó có sao động không, nghe tin. À, nó có xúc động không? Rồi hương vị xuất phát trong tâm. Nếu nó có thì chúng ta biết. Như vậy là mình chưa Phật chưa thức. Như Phật chưa thức thì nó gặp quá nhiều đời còn. Nghĩa là mình mới cưỡi rượu có mấy đứa lại thôi. Mà nghe cái mùi rượu cái hình như nó cũng đổ nó nước. Thì thôi đừng có nói lại cái tiện. Đừng có đi dưới dân. Cho nên tự sắc tinh cái có hồi gần. Hương với vị xuất phát nhanh lắm là vậy đó. À, người tu không đánh hay thương. Bởi vì nó còn hiền mới đây chưa giúp định. Đừng than khóc được lắm con người mình mới biết tự mình biết cái tâm mình như vậy gọi là minh tâm. Câu đơn giản thì cái ở đây mà giải thích nãy giờ hết nữa đâu rồi. Rồi sức đó bồ đề là dùng cái sức giác ngộ, dùng cái trí bồ đề của chúng ta muốn tu giải thoát tự mình được giải thoát rồi giải thoát cho mọi loài chúng sinh đền đáp tứ đại công ơn. Cho nên nương cái sức đó này ra khỏi tam giới hữu lậu, dục giới sắc giới và vô sắc giới. Cho nên sức đó bồ đề nghĩa là cái sức bồ đề này sẽ đến đây quả vị giác ngộ hoàn toàn nên gọi là sức đó bồ đề. Nhưng cái cuối cùng của chúng ta ở bước lớn và dù muốn người không là vô thượng bồ đề. Bởi vì Đức Phật dạy nguyện tu thành Phật chánh lành. Nên nhất định người nào nguyện cũng phải nguyện như vậy. Rồi độ sanh sanh chúng hết trong tai nạn, phải không? Như vậy thì chúng ta nguyện tu hành có Phật đạo là đúng tình chúng ta. Rồi tất cả chúng ta đều phải đi đến một cái chất vô thượng bồ đề là hậu chứng của Phật. Mà từ xưa tới giờ Đức Phật Thích Ca cùng Đức Thầy chúng ta cũng đem ra cái giống đó mà thôi. Đức Thầy nó chứng con ra giống bồ đề chứng người luôn thiện rất nhiều cây thang. Đó là gì? Đó là Thích Ca bồ đề và vô thượng bồ đề. Để vừa tới xuống ăn dưỡng học đạo hoàn toàn tới lễ cứu giúp chúng sanh thì mới thể hiện được cái vô thượng bồ đề. Cái hiện giờ đây chúng ta chỉ ở cái từng lớp bồ đề từ nó là phát tâm và học tâm minh tâm và thức giáo bồ đề mà thôi. Còn đến khi học đạo hoàn toàn thì chúng ta sẽ làm được cái công hạnh đấy. Bởi vì chúng ta học đạo hoàn toàn mới trở lại các giới chúng sanh và các loài chúng sanh tiến mới được. Chứ nếu không thì chúng ta không thể độ hết các loài những ai thấp quá trở trời trở người. Cho nên mỗi người nào có cái trí bồ đề thì chúng ta nên cố gắng gìn giữ. Đức Thầy đã nói rõ lên, mình dàn thái tử ngôi toàn giả giấc ngọc công cung sức thế lượng trên đó hỏi người, mau lập chứ, tu hành có muốn giữ chân nguyên, cứ để nó sức nở hoài, thì làm sao mà đắc đạo được, ta giữ nguyên tâm nó còn quanh, mình nghe khóc cái này, núng cái kia, nó tắt nó lên, bồ đề, nó muốn giữ có được, cho nên, bây giờ, nghĩa là chữ bồ đề, những cậu đó còn người ta quý lắm, nó thích thật tới bây giờ là trên 2000 gần 600 năm, mà người ta vẫn còn cái người tính còn thờ còn tưởng là đó là cái giới mà tín ngưỡng không tín ngưỡng cũng tín lễ à quý vị thấy bây giờ giới không tín ngưỡng cũng tín lễ thật là gì nó nguyên vậy nó ví như là bá thành nhưng mà Đức Thầy lưu ý cho chúng ta và anh cần giới nguyện của chúng ta là phải giữ như những người chưa ở trong lòng thì sẽ được định định dễ dàng ông dưỡng không nuôi bỏ hết thôi không cũng nhớ tay mới lên rồi quý vị không tính không tăng không thấp giữa trên bỏ vài huyết rồi dầu nó lên à, tốt cực nào nó không có tàn lụng để tại sao tu lâu quá cái bỏ chuyện là hình như không tính như thế đâu chẳng sáng sắc cái gì đó cần câu này chẳng sắc vào cũng chừng đó à, để cho nhớ lại cạp vào rất lâu cho nên bồ đề có sắc lần thêm chúng ta cũng nên thương dùng cho cái giống bồ đề cái Phật cái giống lắm mà tại sao chúng ta không để cho đi đến mục đích là gì không biết cái công đức sang sắc à, hết được vô thượng bồ đề tức là gì chúng sanh mà tu vì chúng sanh mà học vì chúng sanh mà niệm học vì chúng sanh mà tham thiền vì chúng sanh mà giữ giới vì chúng sanh mà buông bỏ các cái những việc thất pháp vì chúng sanh mà buông bỏ dân lợi tình tài sắc vân vân đó là tâm vô thượng bồ đề. Tâm vô thượng bồ đề dù là mới thoát cũng quý hơn cái người mà chứng vào quả đã là hiểu từ bây giờ dẫn tôi những người câu chuyện để chúng ta giữ cái tâm vô thượng bồ đề đừng bỏ cái tâm đó. Và nếu phát tâm thì chúng nên nhắm vào vô thượng bồ đề mà phát chứ đừng có phát những cái tâm chữ bồ đề của mình. Tại vì cái người chúng ai là không có lực không. Còn cái người phát tâm bồ đề vô thượng bồ đề nó chưa chứng được không nhưng mà cái ông lực không đó, ông cũng phải chứng phải nể. Hỏi nghĩa là chứng trọng người mới phát tâm đó. Tại sao vậy? Vì cái giống đó giống lớn.
Còn cái ông này chính ai là hắn ta lục thân nữa, nhưng mà cái chuyện gì nữa rồi. Thôi vậy giờ hành nghĩ thôi. Tôi được kể cho quý vị nghe câu chuyện nha. Một con nhỏ ông thầy A-la-hán, ông chính lục thân hết, tử hết, ông mới dẫn một đệ tử Sa-di. Đi đó là hành khách Sa-di vô nghĩa. Ông Sa-di mà khẩn sự cho ông thằng này là phải mang gói, mang bình, mang đồ đạc hành lý cho ông thầy. Thì thường lễ là đi xa. Nhưng mà đi ngang cánh đồng, thì Sa-di thấy người ta có một cái đàn hai con trâu cài. Rồi cái ông kia ông bắt con trâu. Rồi tới kia thấy mấy bà già đi mất lúa. Đó, rồi thấy nhỏ, mấy ông nhỏ linh tinh cắt lúa. Rồi khổ não gì đó. Ông thấy ông động tâm đó, nói là người ở đây sống không bao nhiêu năm mà khổ là người thành con vật. Rồi đấy về vì cái lỗi của mình hành pháp nghĩa là cái nhân quả nó luân hồi, tôi chuyển lên trong nhân vật rất là cho anh suy nghĩ tới cái lý đó. Cho nên ông nói quyết định bây giờ phải phát tâm vô thượng bồ đề tu đắc thành Phật, cũng trở lại cứu hết cái loại chúng sanh nhãn thai thất quá. Chứ còn có cái được cứu ra như là tinh văn duyên giác thì cũng chưa làm mấy gì đó. Cho nên ông phát tâm tu chúng sanh nhãn ra tục quyết định là anh còn bị chủ nhân. Bây giờ bắt tâm là anh nhận biết, anh biết lại thì được tự được thì tới đây vui đời. Anh thầy cũng không biết rõ rồi. Một lần mang đâu cho anh cũng thử lắm, sẽ dẫn ra nó là thôi ổn biển, không muốn trả vô nhau. Làm cái điều tiếp nó thì nghĩ. Chàng, bắt tâm vô thượng bồ đề phải bố thí như ý, phải tùy thuận chúng sanh. Mà bố thí như ý thì người ta xin hết che áo, rồi tới già dốt, rồi tới thủ thí bình đắc thì xin hết con, rồi đây xin ta xin cái đầu. Rồi bố thí như ý chỉ đó còn đang thích. Bổ dưỡng là sẽ làm cái mẫu. Nghe đâu, ông cũng có hiểu gì lên thủy tiền thân của ông thấy lại thấp quá. Có ông làm thủy thủy thì thấp tâm vô những bờ đời. Thì người ta nghe dân hết coi. Lúc bây giờ có người thủy ảnh lại đây. Bởi vì đến thủy ảnh nói rõ câu chuyện thế này. Nói ra trên ngoài tôi nghe nói rằng anh tùy thịnh chính thân bố thí như ý gì. Thì bây giờ tôi có cái chuyện quá thành thiết. Mà tôi tin tưởng không thể chứng ai mà phải thể chứng ai được thôi. Không phải chuyện gì. Thế thầy biết bảo rằng tôi phải tin cái tầm mắt thì tình tránh á. Tự định mẹ tôi mới hết. Mà mẹ tôi đang mạnh đó mà. Thầy tôi nghe là quan nghĩ bố thí cho tôi dưng tầm mắt mình đó. Ông nói ơi được, ta có nguyện bố thí như ý rồi. Thì có gì giảm cho. Thì ông vừa nói thôi rồi ta cho người đi mất đi. Nhưng tôi nói không. Nếu ngài thật sự cho tôi thì ngài tự mất cho tôi cũng giống mắt mà đau đớn tôi đau đớn. Sao thôi vậy ta mất cho. Hoặc là mất đi mất cho mẹ. Vì đứa nó nói sao không? Thầy mẹ tôi vừa nói tôi xin mất tài sáng ở đây không có đây mẹ. Ông mất vừa tôi đâu có là hữu dưỡng được. Ông nói tuyệt tình, ta nhận như chẳng có vụ mà không sao đâu, ta cho nghĩ đó là không bao giờ thất vọng. Học chưa mất người ta, mất tay cái là mù đi. Rồi cho nó, thì tôi mù cái tiếng thần nghe như tôi vừa thấy mình. Có lời, có nghĩ, con tâm ra mà làm cái gì cho thầy biết là bị đẩy ra. Tâm nghĩ cho không được, mà biết là sẽ được. Cái liệu như đất cái bạn. Ông nói thôi, chúng sống là những gì, không thể với thứ gì nữa. Thì cũng chúng sống này là mình đi cũng mất rồi, mà nó cũng không xài gì nữa, con có lỗi gì. Thôi, chúng định không phát tâm đó. Thì từ đó trở vì sao đó, cháu trực tiếp phối chuyển, phối tâm. Cho nên, đó là sau khi gặp Phật Thích Ca mới tư đắc đại là Đại A-la-hán, A là ông này có lợi đất đó. Ông phải suy nghĩ vậy là bị thôi. Thôi thà mình tư tự lại giải thoát ẩn thẩn rồi hay làm quên. Ông phải chứ, để thử đứng lại. Cho anh đứng lại, mang đồ đi cho. Vậy cũng đương đã, không biết là sao anh thầy cũng biết cái chuyện tuyệt vời. Chuyện cũng phải mang đồ đi theo ổng chứ đâu, tùy sao đi con. Chứ đâu giống như trước. Tới chừng vừa tỉnh sáng rồi, ông về cái lúc giảng ông vô nhìn xuống gặp thầy. Mẹ ông con có gì làm lễ ông thầy cho không biết chứ sao là thầy tư tử mà nói không biết con đi cái đầu đó. Ông nói thầy biết trong tâm con lúc đầu phát tâm như tượng bồ đề muốn tu cái hạnh lợi tha. Cho nên thầy chứng A-la-hán nhưng mà tử thừa. Còn phát tâm như con đó phát tâm đại thừa vô thượng bồ đề đó con ơi. Cho nên thầy mang đồ cho con đi trước. Nhưng tại sao lúc sau con lại thấy cái tâm đó. Thấy tâm đó thì con phải đi xa thầy. Cho nên phát tâm vô thượng đi. Đó mà tu hành nó thì chứng lắm rồi đó. Cho nếu mà ta chừng á. Bữa nào mình phát tâm nhỏ nhỏ ra mấy ổng đuổi thì mình đi trước, đi xa hoài đó. Mang đồ hành đúng nha. Vậy là tôi vấn bồ đề là vấn sao vô tiểu. Nhưng mà cái tâm tiểu thì rõ tiểu, tâm đại rõ đại. Đức Thầy dạy chúng ta ở đây đó, phát tâm bồ đề của họ. Vô tiểu bồ đề đó. Chúng ta cũng gặp các ca dùm một cặp trước năm anh tôi tin được lạc. Tôi nhớ đại từ đại vi sở đại chúng ta như bà Phật và vô tiểu bồ đề. Hồi nãy giờ ai nói đó vô tiểu bồ đề. Cầu Phật từ bi ân đà khổ độ chúng sanh với thân sinh cho mình. Phải không? Khổ là thất, độ là cứu hết. Từ bi một ngã biểu chúng sanh A Tu La Nhân Vương. Thân dân duyên giác Bồ Tát gọi là cứu giới chúng sanh. Mà xin với câu đó là xin Phật A Di Đà độ hết cứu giới chúng sanh. Mình là phàm mà xin độ mấy anh sinh thiên. Mình là phàm phu là chúng sanh mà xin độ mấy anh thân dân duyên giác Bồ Tát có phải là phát tâm vô tượng rồi đó. Và đổ hết từ bi một lên tới thiên đàng.
cái đó phát tâm như thượng bồ đề mà không hay mỗi ngày phát có 10 lần đó, chưa tính hai thầy không, nó mà không hay nó đâu là cái bài này thầy giỏi mình cầu khổ đổi chúng sanh là đổ mấy cái loại chúng sanh ra dưới nước đó, nó bò ra hết kìa, ai vừa khổ đổi chúng sanh là có mình và phát tâm đó là rộng lớn. Nếu cái bài nguyện đó mà tâm tư như vậy rồi là tương ương trang nguyện thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành nguyện và lên cái giải viên thượng bồ đề. À, cho nên vì lẽ mà tu sĩ cần phải phát tâm vô tận bồ đề, nếu bỏ một buổi thì bồ đề hết, bỏ một ngày thì bồ đề ngã. Cho nên mấy cái người mà bồ đề ngã là phải bỏ chúng không có gì không tôi lâu lâu mà bỏ chúng từ đầu tôi không cần nói cần gì để đó cũng sửa những chuyện với nhau đó là thấy mình cần sửa cái tâm thôi chứ đợi gì phải lại gì để đó là điều chỉnh thiết nó bỏ mà bỏ cái phụ thuộc rồi cũng như cây cần không tính bởi vì cây là chính rất là chính mà phụ thuộc vào nước là không mà bỏ thân bỏ nước trước là chết tôi vậy thôi thế tôi luôn tàn luyện đi ngã luôn rồi đề lên đường nó trên nằm đạp đường tập tiêu cũng là tại vì bỏ tướng à, cho tướng là cái lên nó có do lại bỏ tướng bỏ cái tiêu được bây giờ tới đó mình phải dừng đi ha. Bây giờ tu sĩ muốn đến đức chắc ai cũng muốn phát triển muốn đến đức là thành thật đấy giải thoát đấy hỏi đây ai có tu sĩ nào không chịu muốn đến một cái tầng ý tưởng của mình không có ai không chịu giơ tay lên đi và nói lên tôi không thấy nói lên chắc là ai cũng không có chịu cái đó cho này nhất định là muốn đến nhất là mình tu nguyện nó là thành thật chẳng lành những tu giải thoát thôi chứ đó đức thầy cầu chúc này bỏ câu cầu chúc cho đời mong nó tấm vọng nhân giải thoát chẳng lẽ mình muốn nghĩa là luôn hẳn dạ ha thì mình muốn tu giải thoát là tất cả rồi bây giờ chúng tôi xin đưa ra những điều kiện nho nhỏ sau đây hai cái kinh nghiệm cái đời sống đạo của chúng tôi bây giờ cái gì thấy cho nếu nó cần thiết và nó đúng đúng thì cái gì áp dụng thì nếu cái áp dụng đó có thất bại thì tôi chịu trách nhiệm thì tôi đưa ra nếu thất bại tôi chịu trách nhiệm bây giờ có thể nói rõ là tu sĩ nào y theo những điều kiện mà tôi đưa ra dưới đây mà có thất bại đó có xa ngã có liên tục đó là thực tế đâu tôi chịu tới đó chúng tôi đều một tuần chứ như gì thế nữa mà đều phẩm y theo đó là anh nói chuyện này tôi không có thấy tay vô gan hết tôi không chịu rồi một tu sĩ hoàn hảo phải học dần học dần giảng tệ giáo lý của tổ thầy chuyện nhất người ta tu xuống thiện tôn chỉ hành đạo các thời gian người thi học dần hai phải hiểu rõ ba phải thực hành bốn phải đừng tiếc nhưng mà học dần thế nào đây học dần thì cái chuyện nó cũng chẳng có đâu ta học cũng ít 50 tuổi hết cái gì có mấy trăm ta không lẽ ngày học ta không được hai ngày ta không thuộc đâu cho ba ngày ta đi đạo có chừng ba đến năm thì tu 90 năm hoặc 20 năm của cái trang giáo lý rồi à, nhưng mà có học dần nó có nghĩa gì nè ví dụ cái điểm tu à, đức thầy trong đó hiểu dung nó cái gì hãy đại câu nè trong đó có nói lực tăng lực trần không có nói ngũ quẩn không có nói bắt chánh đại cái dự đề là bắt nhẫn không có trong đó đức thầy có nói rõ ràng à, lực tăng lực trần bắt chánh cái dự đề mình thuộc cái trang rồi điểm nhất nó cái gì những người diễn ba điểm tư xuất hiện ra sao có nói nghĩa là tám người khổ không khổ ta bài nhất lại tám bài không có mà tự nhiên ta như vậy là cũng gần lắm rồi về bài này nhất hồi nào nó 1900 mấy à, 40 thì nó nói gì đó mình chỗ cái trang xuất xứ tự gần rẻ như vậy thì có gì đâu có dễ như tâm ha tu sĩ mà nếu thuộc gần đó thì dễ rồi nhưng mà phải đi đến mức tu sĩ sau khi thuộc gần rồi đó chẳng những như vậy mà tu sĩ còn phải hiểu rõ nghĩa lý có nhiều khi thuộc á mà không hiểu rõ nghĩa lý chân khác gì chúng ta ăn tận nước nước sống cứ nước nguyên cái vậy rồi đã có ngon nhai ra được ăn cái gì cũng phải nhai ra nó nghĩa lý nó mới ngon chứ rồi người ta chế ra để cho mình nhai mình hiểu cái hương vị trong đó mà cứ bắt rồi nuốt vào cũng như ví dụ như nhãn đó nó thơm lắm mẹ mình nguyên tiếng về nghe nó nhãn thơm quá cái rồi cứ lặt nguyên cái để miệng nuốt cái cơm cả một tí như vậy ra không có thấy ngon nghĩa trong mà sợ luôn nhãn đó. Nó nhãn cào muốn chết không có ngon ngọt vậy chứ tại sao nó nhãn ngon quá mà không ngon tại mình không ngon à, đạo hiểu rồi cũng ngon tại gỡ nghe mùi đạo vị gỡ nên có sánh mà tại mình không có nhai ra bây giờ phải nhai diễn ra nếu không có hiểu nghĩa lý thì đức thầy không có vừa lòng bởi vì coi kể này đó thầy nói coi rồi chứ có mà hồ tìm hiểu nghĩa làm coi đắc đạo coi rồi phải những cái hiểu lý cái đó mới là cái quan trọng à, thành ra phải hiểu lý rồi tu hành mới được phải hiểu nghĩa tu hành đắc đạo còn không hiểu nghĩa có nhiều khi mình hiểu sai có nhiều cái trường hợp hiểu sai lắm thì đó ta nói tôi đi trong cái cô bảy cô tám cô chín đó chung đồng đạo với kia cũng 20-30 người ông đó ông định nghĩa cái ông hỏi câu bất ngờ vậy ông hỏi vậy mình tu theo thầy đó mấy ông biết cái đạo gì cái đó thì nói vô không có hỏi với ông này ông hỏi cái gì lạ luôn kìa tôi suy nghĩ rồi mà tôi không có trả lời cái ông kia tới đó trả lời cái mình tu theo Phật giáo rồi hỏi cái đạo gì ông hỏi lạ quá vậy ông không hỏi đâu mấy ông chưa từng hiểu giáo lý thầy tôi hiểu nè thầy nói đem tiền mối đạo tham hay chỉ chừng đạo của thầy đạo tham hay
Ông nói cho tôi vẫn nghe, tôi gần trao đổi lại ngộ mới chịu. Chứ ông nói đạo thầy đạo thân, thầy nói đem tiền mới đạo thân hay chỉ trình. Rồi chị ở trên Đăng Phú mở khóa học sơ cấp, ông cho ông lên diễn đạo định nghĩa nghe. Ông định nghĩa chữ này là tại vì không hiểu rõ ông định nghĩa vậy đó. Rồi quý vị thấy cho nó sai cái định hướng biết bao nhiêu không? Người ta hỏi vậy chứ bây giờ cái đạo của thầy nói là đạo du di của Phật Âm Tần nói theo kiến Thích Ca ngày trước đó. Du di là nghĩa sao mà phát sinh lên chỉ cho ông danh đạo gì đó. Ông cũng lớn tuổi rồi, ông lên cho ông định nghĩa. À, ông tính thừa xong hết ông định nghĩa. Vô di sao tôi hiểu là vô là không, di là kỳ. Vô di là không có kỳ, không có giải, nó trơn lưu, nó là con lương. Danh vô di là con lương, mà Đức Thầy nói, tối với Thầy là quán con lương. Muốn cứ thế thế chưa được. Anh vậy ông định nghĩa vậy là tu sĩ chính xác. Hẳn lẽ mình tu sĩ mà hiểu giảng của Thầy chẳng có chết rồi. Hiểu cái đạo của Thầy là ở phần này. Tôi nghĩ vô di là con lương tụ lũ. Thôi rồi, tu sĩ mà vậy là đâu phải hòa hóa. À, giờ cũng không có đúng cái nghĩa của sĩ. Sĩ thì học giảng kinh đạo lý chung cũng được, nhưng sao hiểu chữ. Cho nên phải vừa học giảng để hiểu được cái nội dung trong đó thầy dạy cái gì trong cái bài đó, cái quyển đó. Rồi chẳng những như mình biết tất cả pháp môn đó là thiền hay tỉnh, đúng không? Đang học gần, còn hiểu cái nghĩa lý nữa. À, cái nghĩa lý như vậy đó, thấu đáo, đó là đơn giản thôi. Chứ thầy dạy nè, lời ta dạy phải nên suy nghiệm. Phải suy nghiệm mới có thể hiểu được thấu lý. À, phải phá tan ngũ quẩn trong mình. Ngũ quẩn là cái gì? Mình cũng phải biết danh từ đó, và ngũ quẩn mà thầy kể đây nó có duyên thông với cái ngũ quẩn của Đức Phật dạy thầy xưa không? Ngũ quẩn Phật dạy đó là sắc thọ tưởng hành thức, mà hôm nay Đức Thầy dạy giữ mình suy nghiệm coi tham sân si nhân ngã này nó cũng là ngũ quẩn. Tại sao lại vậy? Thì mình suy nghiệm coi, hiểu rõ nghĩa lý coi. Thầy thấy rằng cái chỗ tuy là danh từ nó dị đồng, nhưng mà cái dụng ý và cái tác dụng của hai cái pháp Phật pháp này nó giống như nhau. Nếu ai trừ được lòng tham sân si và không còn phân biệt nhân ngã thì là giải thoát hoàn toàn, trở lại với Phật tướng. Cho nên nó là vô pháp tướng mà là Phật tướng. Thấy không? Dẹp năm tên được nói mình từ vô pháp tướng mà là Phật tướng. Còn há nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức thì cũng trở lại với chân như Phật tướng. Sắc không phải ngã, thọ không phải ngã, tưởng không phải ngã, hành không phải ngã, thức không phải ngã thì trở lại với chân ngã, tức là Phật tướng. Vậy kêu phá hết rồi trở lại với chân ngã, thì ở đây phá hết rồi trở lại với Phật tướng. Phật tướng chân ngã là một. Thấy không? Mà mình đâu có hiểu, tưởng đâu thầy dạy này là dạy khác, nhưng thầy biểu mình phải suy nghiệm cho kỹ lưỡng rồi sẽ hiểu cái chỗ diệu dụng của Đức Thầy thì cơ cảm chúng sanh trong mỗi lúc mỗi thời đại mà dạy đó. Như vậy thì chúng ta đã học hết giảng mà còn hiểu nghĩa lý nữa, tu đâu có sai đường, đâu có chặt đường. Nhưng dù sao nữa, sau khi có văn huệ tu huệ là nhờ mình học gần hiểu rõ, mà văn tu huệ đã có rồi, nhưng dù sao cái cứu cánh của huệ cũng phải là tu huệ. Cho nên phải thiệt hành. Thiệt hành tức là thật tâm hành đạo. Mà tu sĩ chúng ta đó ai là không hành đạo, thấy không? Mà cái thật tâm hành đạo nó ra sao, và cái diệu dụng của cái thật tâm hành đạo đó nó có lợi ích đưa chúng ta thế nào? Thật tâm hành đạo thì hành đạo không có thấy chán nản, mà có khi nào quay quả như thế gì? Nếu quay quả thì cái tâm đó nó tâm bạch rồi. Bởi vì niệm với của quyền tất tổ cũng là cầu trên tất tổ chính lòng thiền, thiền là thiệt là thật. Mà giữa cái tâm chân thật tu hành thì lúc trước cũng như lúc sau không có lúc nào chán, không có lúc nào bồng bột cả. Mà lúc nào cũng vì cái đạo vô thượng bồ đề muốn giải thoát cho mình, cho người mà tu. Cho nên thật tâm hành đạo đây đó nghĩa là mình đã phép mình vào khuôn khổ qua cái kiến thức của văn tu rồi. Bây giờ ráng tu một thời gian nữa sẽ được cái tu huệ, tức là diệu huệ, thì chừng đó chúng ta sẽ làm cái thành tựu lớn. Cho nên nếu mà thật tâm hành đạo đó thì không có chọn lựa hoàn cảnh và không có chọn lựa cái nữa, thuận và nghịch. Thuận cũng tốt mà nghịch cũng tốt, miễn là mình thật tâm hành đạo thì cảnh nào cũng tốt cả. Còn không thật tâm hành đạo cứ tìm cảnh hoài, bị trong tâm đáng có cứ tìm ngoại cảnh thận. À, cảnh thận thì tu, cảnh nghịch thì không tu. À, cái, ở chỗ nào đó nói có tình cảm thì tu, mà nó hơi thành kiến nhau thì không tu. Chứ thật ra tình cảm là mềm lòng, thuận duyên là mềm trí. Tình cảm mềm lòng, thuận duyên mềm trí. Nó mềm trí thì cái chí hướng mình bị mềm, mà dùng mềm thì còn chạy được. Giống như chuối mà nó rượu hết lên, ăn cho nó được. Mà cái chí hướng bị mềm, tức là chí hướng đó sẽ thay đổi. Sớm muộn gì cũng thay đổi. À, cho nên vì lẽ mà chúng ta không để cho tình cảm mê hoặc hay là tình cảm chế ngự mình trong khi mình tu, không lựa cái chỗ có tình cảm không tình cảm gì cái lý tưởng phát tâm bồ đề và phật tâm hành đạo để tu. Vậy thì tu mà trong cái lối của Đức Thầy dạy đây là tu như thế nào? Ở đây chúng tôi xin trái luật cho rằng nếu nhằm cái mục đích mà nhằm cái đề tài này chi tiết về cái môn hành đạo đó, chúng tôi sẽ nói rõ cái công phu của tịnh độ và cái công phu của hành thiền bát chánh đạo để giải đáp như thế nào gọi là thiền tịnh công tu để đạt cái diệu huệ. Nhưng ở đây
chúng tôi đã để chỉ nói hai cái phần đại cương chứ không thể chi tiết vì đề tài nó còn nhiều mục. Bây giờ chúng ta là người tu sĩ phải tập tâm hành đạo không có chống mỏi, nhưng mà đại cương hay nương vào hai cái điểm xúc rễ mà tu, đó là cái phương thức xưa nay thành Phật là cũng do những cái phương pháp đó, bởi vì xúc rễ lưỡng toàn là phương pháp tác Phật à. Cho nên bây giờ muốn làm Phật thì phải tu phước, được bây giờ nhưng mà phước ở chỗ nào, huệ chỗ nào. Bây giờ trở lại giáo lý Phật giáo ở chúng tôi triển khai và làm cái phận sự này, chúng ta tu phước huệ tưởng đâu rằng là ngoài cái giáo lý thầy, ngoài cái bản nguyện của mình, với giáo lý thầy và trong bản nguyện của mình là giải rõ ràng về tu phước huệ. Trong cái bài ghi đó chúng ta nguyện tu phước huệ đó, mà trong đó đọc cuối cùng đó có thấy chỗ nào gọi là huệ, chỗ nào gọi là phước không ha. Bây giờ đọc các cái phút sau đó, nay con nguyện cải hối ăn làm lành nắm giữ vui cho mấy ngày tu hành theo Phật đạo, đâu có chữ nào phước huệ. Nhưng phân cách đúng gì mặt tinh thần đó, nếu cải hối ăn năn là phước, làm lành nắm giữ là phước, vui cho mấy ngày tu hành theo Phật đạo là huệ. Trong cái huệ nó còn thiền tịnh sanh tu cho nhân, nói không hết được. Bây giờ chúng ta không thể mông lung đi vào cái điểm thấp mà chỉ nói đại cương thôi, cứ y theo cái lời nguyện của đức thầy dạy bài vui đó và có phước và có huệ. Nếu thật sự cải hối ăn năn là phước rồi, nhưng muốn cho mãn phước thì phải làm lành nắm giữ à, trừ hết các nghiệp ác thì làm hết các nghiệp lành, cái hậu quả của nó là gì, kết quả của nó là gì, sau khi làm lành xong thì gọi là phước à, làm lành gọi là làm phước, thì ở chỗ đó là phước rồi. Còn quy cái mấy nhà tu hiền có Phật bảo là huệ, bởi vì huệ đó là bậc thánh, bậc Phật, bậc tiên, cho nên không còn nhiễm trần, mà Phật là đứng giác ngộ hoàn toàn. Đó, Phật giả là giác giả là tỉnh giả. Từ nơi tỉnh mà tu lên thành bậc chánh giác, và thành chánh giác rồi người ta gọi là Phật. Thì bây giờ mình vui cho mấy ngày thì trong đó có Phật, như vậy là huệ chứ gì. Hay là bây giờ là ngược, tu hiền có Phật đạo thì trong Phật đạo có nhiều môn, thiền tịnh song tu hoặc là mười tâm của Phật giáo, giữ giới, tham thiền cho nhân. Vậy tu theo cái phương pháp thầy dạy là tu hiền theo Phật đạo, cuối cùng của nó là đạt đến cái chỗ phát huệ. Đó, vậy là phước huệ trong tôi rồi, còn gì nữa phải không quý vị? Cho nên bây giờ có thể nói đại cương trong giáo lý thầy đó, nếu ai làm lành là tu phước, niệm Phật tham thiền là tu huệ. Vậy thì phước huệ không thể để nguyên, nếu mà chúng ta nguyên một bên tu phước hoặc nguyên bên tu huệ là không thể đi đến kết quả. Cũng như cái ghe, quý vị nhớ tại nó nguyên bên đó mình chạy không, chạy chút xíu nó chìm. Cái xe bốn bánh mà nó kẹp hai bánh bên đây bên trái, vẫn còn hai bánh bên mặt, chạy cho nó lũi xuống đầu. Thành ra bánh nào cũng phải cho nó đầy đủ, nó ngang nhau, phước huệ song tu à, bằng băng biển nhãn, ví dụ vậy. Cho nên thầy dạy chúng ta đó, bái gia hãy gắng làm lành niệm Phật cho rằng được thấy thành tiên. Đó là dạy làm lành trước niệm Phật sau, bây giờ dạy niệm Phật trước làm lành sau, hai cái này song song cân đối. Cho nên giúp nơi tâm giúp điều hành, giúp gắn từng chuyên niệm Phật làm lành, như vậy đâu có gần rõ đâu. Tại sao chúng ta cứ niệm Phật mà không chịu làm lành, hoặc là chúng ta làm lành làm phước mà không chịu niệm Phật, lấy gì trừ được những tử nhân sinh? Cho nên làm lành niệm Phật phải chuông sanh, hai hạnh cùng tu đạo lý thông, chớ tưởng phước nhiều là cứu cánh, đừng thiên tu huệ giữ tâm phong. Những cái tâm phong mà không hành dự thì làm sao đi đến kết quả, phải có sự tu thì sự chính rồi mới đến cái lý ngộ thật chính. Cho nên sự trì tập quán lần tu giúp lý ngộ chân như phát thực dần, tấm tướng trong ngoài luôn hợp nhất, chuyên luôn đảo cả sẵn nơi lòng. Rồi có hiếm hơn quý vị, không biết có điên không? Rồi thôi vậy thì chúng ta đơn giản vậy thôi. Nhưng mà sau khi đã học rành, hiểu rõ nghĩa lý, không sai định hướng, không sai cái nghĩa lý của đức thầy dạy rồi, và có thực hành công phu tu rất tu vậy như vậy, nhưng chưa phải là đã này, chưa phải đạt được đích đâu, còn phải đợi chứ. Quý vị thấy cho đức Phật chúng ta đắc đạo rồi còn phải bị thử, còn hơn khi chúng ta đang không mà không bền chí thì làm sao mà đạt mục đích? Vì lẽ là sau cùng cái mục đích tối hậu, cái điều kiện tối hậu muốn đạt mục đích, nếu tu sĩ nào đó phải bền chí, ráng bền chí có ngày không thể. Ít ai như đặng chí bền tu theo nước lớn dần dần khó tu, mình thấy người ta khó tu nhiều quá rồi, bây giờ mình dắt dầm đến nữa là sao? Là khó tu nữa. Cho nên bây giờ mình phải thôi, phải chèo, phải là đi tới mục đích, nghĩa là tới bờ giác ngộ rồi, đến cao duyên ngọc. Chứ bây giờ khó tu thì ngoài biển trường dương nó sẽ đưa chúng ta vào cái đó là sáu con đường sanh tử luân hồi. Thôi về tóm tắt, nếu tu sĩ nào mà học rành hiểu rõ là có văn tu huệ, được thành là có tu huệ, thì sau khi có tu huệ rồi mà cũng chưa có buông bỏ con đường chí hướng của mình, phải có bền chí để chịu đựng khảo đảo thử thách và làm cái việc đại nghĩa. Nếu được vậy, nếu rơi tới đâu tôi xin thay thế tới đó, còn không đủ điều kiện thì nó mới nói chuyện. Cái Phật sự Nam Mô như là Phật sự thế ông được cái đâu quan ít tôi lắm, bởi vì không có điều kiện. Xin đề nghị quý tu sĩ nên giữ vốn điều kiện này
mà nếu thất bại là không chịu, còn không giữ vững được chuyện này mạnh ai cũng chịu, chứ không ai đối với ai được. Rồi sau khi tu sĩ chúng ta đã hành được như vậy, giữ vững điều kiện tối yếu trên đó, thì chúng ta phải làm gì? Tu sĩ phải làm gì? Nãy giờ kể ra là mới có tu cực thôi, mới có tự lợi thôi. Là không lẽ tu sĩ giả mà làm cái tự lợi, tu mình được cho mình giải thoát, mình bền chí để mình khỏi sanh tử luân hồi, mình giữ cái đạo cho đừng bị sức mẻ rồi khỏi sanh. Tu sĩ phải làm gì? Phải làm tất cả những điều những thầy dạy đây đó. Thì những điều đó chúng tôi đã lược để theo cái lịch trình của trong Phật pháp. Phải bố thí nhất quá, phải ái ngữ nhất quá, phải lợi hành nhất quá, phải đồng tự nhất quá. Đó là nói trong dân từ nghe thông tin chứ đức thầy dạy chúng ta nè. Phải bố thí nhất quá là làm cái gì? Đức thầy có dạy rất rõ ràng nhiều chỗ lắm, nhưng mà chúng tôi đơn cử ra một vài chỗ thôi. Đức thầy có dạy cái tên bài diệu pháp văn minh đó, nên tỏ ý khắp nơi đặng biết ta có chiếu bầu nhiễu quyết dùng đã mời chiếu giúp thông minh. Lúc này còn cứu nghe được anh chị em như vậy. Nếu để trời thấm nổi giang thính rộn sát xa ba tấm năm năm đã muộn chừng đó rồi, còn tiên còn nói còn cái gì nữa anh em chứ nữa. Con một cha cái đó cũng không làm gì hết, con thầy mình còn cứu mình được. Ba tấm năm năm đã muộn mà bây giờ quý vị cũng biết cái chuyện đó nó sao rồi đó. Chừng nào nó sao rồi, người ta cũng mãi mãi trong lòng năm nay người ta nhóm lên nhóm xuống dữ lắm rồi. Năm nay năm gì đó đó, thôi nói vậy thôi. Dạ thôi không có nói nữa, nói mà hơi mở môi hở lên là như chuyện hết chuyện nó nổi thôi, nói vậy được rồi. Rồi bây giờ đây nè, trong cái phận sự mà làm cái việc đạo pháp hôm nay đó là đức thầy chúng ta kêu gọi về chúng ta phải có nghi sinh không chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực khu vững vàng đến thức bốn phương chứng hưng thịnh nó hợp đường dưới chân hòa thượng chọn đường nguyên nhân, phải hòa phải thuận với nhau, phải đừng có chia rẽ thì làm cái việc đạo được, chứ làm đạo mà chia rẽ nhóm này nhóm kia của anh làm của em làm. Rồi dưới trên những hòa thuận thì làm sao mà đồng tâm hiệp trí chỉ tu rất nhiều. Cho nên phải bố thí nhất quán. Mà bố thí ở đây đó là bố thí pháp, đó là điều cần yếu. Chứ cho quỳnh, cho áo, cho cơm, cho gạo, cho tất cả thuốc men của người ngoại tài thí, mà đem hết tâm tư trí não của mình để tạo thể nào nói tới nói chừng nói quá, để cho anh em ta làm vừa và lượng cái chỗ anh em làm mà mình nói đâu đó nó đúng định đúng thuốc, người ta được kết quả. Như vậy là đem cái hiểu biết đạo đức của mình để giúp đỡ lẫn nhau, chiều giác lẫn nhau, gọi là nội tài thí. Mà tu sĩ thì cần làm điều này. Xét ra tại sao vì tu sĩ đã bao giờ mà có duy quyền như của nếu tu sĩ mà nó để tu tại chừng chín mươi cái vàng cái tôi bố thí thì tôi chịu hứa đi ăn tu tu mà tạo tới chín mươi cái vàng thì rồi tâm tư của mình nó tan nát như tu rồi. Còn như người ta thời gian đó không chịu cái câu mà biển không mưa không biết đường mà vô nữa. Cho nên nếu có của sẵn là bố thí, không có của sẵn thì nội tại thí, chứ lại lựa gì phải đổi có nội tại thí. Cho nên tu sĩ cần phải tu, mình tu rồi mình giàu giàu cái đạo đức, nghèo đạt vàng đạo đức không lẽ ngồi luôn nghèo luôn mới chết luôn không. Nghèo bác dạng đạo đức cũng phải giàu chứ, cái lẽ mình nghèo luôn cái đó không có tốn tiền tốn bạc gì trơn, chỉ có tốn công và phải thành tâm những cái thiện ý thôi đó. Cho nên chúng ta phải vô thí nhất quán, nhưng mà trong khi bố thí nhất quán đó dùng nội tài thí đó thì coi chừng nó cũng nhiều cái chuyện khó khăn lắm. Khó khăn là sao? Cũng phải là từ cơ luyện pháp, cũng phải là cơ cơ hợp duyên. Chứ có nhiều khi mình nói không hợp duyên là ta không đâu khuyên ta mà khuyên động hợp á, nói như sẵn sớm nó trên đầu ta nó xuống ăn chay đến ngày đang là không chơi thoát, cái ông ăn chay đến ngày còn 26 ngày, cái ông làm ác không muốn quả địa ngục dữ lắm trên nói chịu đâu tay rút được. Ăn chay 4 ngày tốt lắm rồi, nhưng mà muốn cho tốt trọn vẹn ăn thêm 26 ngày nữa đi, chứ ăn chay ba cái đồ đó rồi tội lỗi. Có nhiều khi nó ăn soi sánh dọn ăn chay dọn mâm ăn tay coi mấy con nô nó ăn cái gì cha nói chịu đâu tay rút vui trơn, không ai giận mình đi không hàng lậu. Có nhiều cái tỷ dụ nó ngặt lắm, chừng cái tỷ dụ không khóc mình nói sao cho nó hợp duyên cứ tơ người ta nói, giải thích gọi là ái ngữ nhất quán. Mà nếu người ta có đối tượng với mình, ta chấp chính ta hỏi gì cũng phải gán, phải kiên nhẫn, bởi vì mình có cái trí muốn giải thoát chúng sanh và tu thành Phật rồi phải diệt cái bản ngã đi, rồi làm cái việc Phật pháp mới được. Cho nên chúng ta nếu mà chưa diệt bản ngã đôi khi ra ngoài làm chuyện lớn là thành lập, rồi làm cái chuyện thức là thành tội. Bây giờ tôi kể với những câu chuyện ha. Cho nên Đức Phật mới đưa ra ái ngữ nhất quán này, nói con cái đại châu này 500 con, trong đó có một con câu dữ nhất. Đức Phật có lần đi ngang cái tấm đồng đó, cái đại châu đó nó quá đông, mà có con câu dữ nó gặp ai nó xâm lại một cái đang nó dẫn luôn rồi đó, người đó phải chết đó. Chém chạy không được, cho nên 500 người họ chăn 500 con câu đó, họ gặp nó dẫn luôn rồi, họ nói ngại ơi ngại đừng có đi tới, con câu nó dữ lắm, không có được đâu, nó chém ai cũng chết, cho ngày trở lại đi. Đức Phật điềm nhiên nó không sao đâu,
nó hung lệnh với người hung, người ta đâu có hung mà nó có đến ta nó cũng thường à. Mấy người kia cắt tay gì Phật cũng đi tới rồi, nhưng mà Phật tử khi đến rồi Đức Phật đưa cái tay gì thì tự nhiên trong năm cái ngón tay của Phật quá ra năm sư tử, năm sư tử nó phạt năm đến lửa con câu quảng kinh hồng dưới chạy lại phía sau Phật thì quỳ quờm còn cái đầu xuống dưới cái Phật. Đức Phật nó vẫn nói tại hồi trước tại cái tấm hạnh đó, tại cái tấm thân hạnh đó mà làm năm chấm cứu châu, bây giờ gặp ta đây mà còn làm dữ nữa, cúi đầu sám hối đi, tự tâm giờ chấm niệm đi, thanh tịnh cái lòng của ta sẽ tụng tụng cho già hiến tinh về phát quá cái cứu châu. Thì Đức Phật tụng hai ba hiến tinh gì đó thì đêm đó con trâu cũng chết. Nhưng mà cũng cùng đêm đó tới canh tư á, thì bỗng nhiên cái chỗ Phật thủy đó ở cánh đồng đó hào quang rực rỡ ở trên cầu dán xuống, cho nên 500 thanh mà trong 500 câu đó thấy vậy người ta quá thức lạ lùng tôn kính Đức Phật. Không biết tại sao đêm nay ai đến mà chầu Phật mà hào quang vậy, chẳng sáng sao mới lễ hỏi Bạch Thế Tôn, Bạch Phật, hồi trong 3 canh tư con thấy hào quang nó chảy xuống, các con tiên hay các con thánh gì xuống chầu ngoài hay sao mà quá sáng hực như là hào quang cấp quá. Ông nói con trâu ra đó, nó về trên tới trời á, rồi nó nhớ lại có ai mà khai ngộ và ai làm cho nó được nó là thất thiết á, thì nó nhớ lại là ta, cho nên nó xuống nó tại ông ta. Nó là một vị tiên không phải Phật. Nhưng cái đó người ta 500 ông đó nó bạch hỏi với Phật, tại sao mà cái người đó là tiên cả trời mà xuống làm trâu mà tôi dữ nữa. Đức Phật nó kể lại tiền kiếp ở đời quá khứ đó, cái ông mà là con trâu dữ đó là một vị đại pháp tiên, nó pháp lăng thân lắm, cho nên người ta đu hỏi tới đâu người ta cũng dính đáp ông nhiều lắm. Nhưng có lúc đó đó 500 người hỏi, ai nghĩ cho 1-2 người hỏi được rồi, 50 người hỏi thôi, 500 người từng tự hỏi hết ông này tới kia mà 500 ông vậy trả lại cho nổi giận quá nha ông ấy. Chứ ông đại pháp tiên nói mấy ông bộ trâu nói rồi cứ hỏi hoài hỏi hoài, 500 ông hỏi ai chịu nổi. Cho mấy ông kia bị mắng bộ trâu, cái giận nói tôi mà trâu á thì ông là người chân trâu, mắng ông pháp tiên là người chân trâu. Cho nên 500 ông mà giận mà mắng lại cho ông sư đó là 500 ông đi chân trâu. Còn cái ông kia ông giận nó, nói mấy ông bộ trâu sao mà tôi nói hoài nghe tôi hỏi hoài thì ông làm sao năm tấm thuốc lần trăm và thật đó thành ra mấy cái đó nó thoát ra đó. Quý vị thấy không, chỉ còn có cái chút sinh mệnh chưa sạch cảnh nhã mà từ cái vị pháp sư chuyển xuống làm con 500 tấm rồi phải chịu làm cho giữ may mắn gặp Phật, cho nên nó phát quyết được vậy. Thì hôm nay chúng ta là tu sĩ sắp làm cái chuyện đó, chúng ta nên nhớ nha, việc để cho nó lửa lòng mình nó tắt nguội vậy ha, tắt lạnh tâm vậy đó, nó tắt hết trơn, không còn khói, không còn lửa, không còn ngọn nghĩa trơn, nhưng mà phải dùng lửa giờ nó còn nóng bi ra hấp hết trơn, nó cũng dễ thân gấp hết liền ngoài đi, cứ để mà kiểu mà ta hỏi nào mắng ngược cái kiểu đó đó nghe nguy hiểm dữ lắm, 500 kiếp trâu lâu lắm chứ phải mau đâu à, khổ lắm. Cho nên vì lẽ mà tu sĩ muốn làm cái chuyện đó là đại Phật pháp và đại lợi ích của chúng sanh thì chúng ta phải diệt trừ sạch cái bản năng mới làm được công việc đó nha. Đó cho nên bố thí nhất quá Đức Thầy dạy chúng ta đó, ngôn từ đạo hạnh bí thầy tiên hạnh đức, hạnh đức tâm thần nắm tập tiên lễ lời tiếng dịu dàng chân thật, lấy từ ngôn nói thẳng đó không. Cho nên vì lẽ mà chúng ta phải làm cái công việc đó, cho nên vì cái lợi ích chúng sanh là giết luôn cái bản ngã của mình, lấy chừa cái ngã của mình thì không thể cứu tất cả những cái lời đáng thương như là thân biến chúng ta và các lời chúng sanh mà chúng ta đang đối tượng đang thấy được nó đau khổ, nó là chuyện chết trước mặt mình đây, mình không có khả năng cứu, không có tiền cứu, không có tiền mua nó, nhưng mà mình học tâm hành đạo nó giết từ bản ngã thì chúng ta sẽ là đạt đến kết quả. Vì chúng sanh mà vô mình nói cho gọn thì bao nhiêu bản ngã chúng ta cũng phải giúp, cũng như Đức Phật vì chúng sanh mà bỏ đền đài cung điện, bỏ luôn sự sống, đến đủ ngày ăn có ngọc mè, uống có ngọc xương trên đọt cỏ mà cũng sắp nổi, còn bệnh ngày bữa ba đến trước cái mơ bữa chịu ngủ mà còn nói là đã không nổi thức khi ấy nổi từ ngủ qua đúng ngày bốn thời ổng ngồi luôn ngày đêm 49 ngày. Ta nghĩ sao mình ngày đêm cũng có 4 thời à, rồi còn ngủ lại thôi, tôi nghe cái bản thầy Vĩnh Điển là cô đạo sáu đi nãy á, cái bằng đêm ngủ 3 tiếng thầy đầu, thầy sáu 3 tiếng nữa là 6 tiếng, ban ngày cho ngủ dậm 2 thầy mỗi thận tiếng là 8 tiếng á, mà còn sao không nổi, không nổi là chìm luôn, chết luôn, học thức sáng đêm 49 ngày, thề rằng nếu không bắt đạo vô thượng mùa đời là ngồi đây chưa đã cái pháp này thôi, mình không dám làm gan cái cho ma lòng mình nó cuốn gói nữa, mình nói mạnh cái nó cuốn gói liền, tại đó mình nhung nhung đó, có nghĩa là dùng thẳng dài nó biết, coi vậy nó ở trong nhà cũng biết, nó biết mình dùng thẳng không có được lần, không có dám thẳng thắng, không dám tăng, cho nên cứ tới luôn mình dài, chứ mình tăng cái nó cũng đâu có tiền, thấy không? Thôi rồi,
Vậy thì bây giờ chúng ta nên vì Phật pháp vì nhân sinh mà làm lợi ích cho mọi người, rồi có thể vì Phật pháp nhân sinh mà chúng ta có thể hòa mình trong tất cả mọi giới để làm lợi ích cho chúng sanh, gọi là đồng thuận nhất quán. Nhưng mà phải nên nhớ, tu sĩ muốn đồng thuận nhất quán, muốn lợi ích chúng sanh đó, thì chúng ta phải thực hiện những cái trước, những cái mà chúng ta đã trao đổi gì ra để quên mình đi, nó hành đạo đi, rồi bền chí chứng đạo đi. Sau khi chứng đạo rồi, chúng ta có đủ khả năng, giàu không có nội, không có ngoại tài đi nữa, cũng có nội tài, mà nội tài có thì ngoại tài có. Tôi cụ thể quý vị nghe, đừng có phải là tu sĩ nghèo không có tiền bố thí mà rồi mình không làm được việc tốt đó, vẫn có làm được việc tốt đó. Bởi vì tu sĩ tu hành chân chính lâu ngày chân chặt, người ta đã biết có uy tín rồi đó, thì khuyên ai bố thí người ta cũng bằng lòng hết. Lũ người ta bố thí là chỉ người ta làm bắt cái cầu cất trên nhà là cái đường người ta làm hết. Còn tu sĩ không uy tín hả, lại khuyên người ta còn suy nghĩ cho cõi mình đó. À, còn mình tu hành chân chính rồi thì làm được hết tất cả, bởi vì mình không có, nhưng mà đồng đạo quần chúng mình có. À, cho nên bây giờ tôi kể quý vị nghe một câu chuyện nha. Cái ông này ổng là tu sĩ ở bên Trung Quốc, tôi kể ông là tu sĩ đi mà là ổng có quả ảo thôi. Ổng tu hành chân chính đâu có tiền, nhưng mà mỗi khi ông đi ra chợ đó, ổng lại cái sạp chợ ông mua. Rồi ai là chung đó ông cho, lại cái sạp chợ ông mua, rồi ai cứ gạo ông cho. Nhưng mà tính đầu ổng thích nhiều người giàu có khá giả, nghe nói thầy mình thiếu ngoài đó 1 triệu thì ta ra ta trả, thiếu ngoài đó 100 tạ gạo ta ra ta trả. Cho nên ổng không có tiền, không có giải mà ổng vẫn cho họ được. Cái ông đó, cái ông đó là dự điện đó, ổng tu hành để chân chính đến đủ là người ta cung kính và người ta tin tưởng, bởi vì ổng đâu có làm cho ổng, ổng đối thấy cho người ta không à. Mà ổng có cái tấm bình đẳng đặc biệt lắm, giờ kể ra một giờ chi tiết ổng nghe. Mỗi khi ổng đến cái nhà đệ tử ổng là cư sĩ tại gia đó, thì ổng báo hiệu, ổng hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, là cái nhà biết là ông thầy mình tới vậy. Thì vợ chồng con cháu xuống ra, rồi mới chào hỏi lại ổng. Lại ổng Nam Mô A Di Đà Phật, thì ổng ngồi ổng lại lại. Ở trong lại ra, ổng ngồi lại vô. Đó, thầy lại cò lại thầy, rồi niệm Phật, thì mà bỏ trả đời là có nhau như nè. Ông tu vậy đó mà cả ông tu kính như sao được. Ông bình đẳng, hả, ông trong sạch. Hả, cho nên vì lẽ mà, ai á, thì tăng quy kính ổng do đó mà ổng không có tiền có bạc gì mà những cái đạo đức ổng, nó là vẫn bố thí được. Bởi vì của Phật là của Phật chứ chứ. Cho nên nói của vua của Phật, của Phật đó. Bây giờ, ổng có nhiều cái hạnh để mà hàng của Phật ta dữ lắm. Bây giờ làm sao mình tu như bởi hạnh ông đó thôi, lấy ông đó làm điển hình. Ổng quên cái cảm mình nói cho ổng, mà ổng thương chúng sanh. Ổng tôn trọng chúng sanh, chẳng những thương chúng sanh lành mà còn thương chúng sanh ác, thương chúng sanh hiền bằng thương chúng sanh dữ nữa. Nên một hôm ông lại cái nhà đệ tử ổng là người đàn bà đó, ổng thương tu nhắc nhở chất cấm gì đó. Mà bà này đã có đứa con rồi, đứa con nó nó hung dữ lắm, nó ngăn ngược không kể cho cái mẹ nó chơi bời nó phá cửa. Rồi bà về đã rầy đã dạy nó dữ lắm, mà nhiều lần yêu cầu ổng dạy mà ổng chưa có cơ hội. Bữa đó ông lại nói chuyện đây, nó thấy nó giận quá, nó tính nó hạ bệ ông này. Thì ông này mà mẹ mình gây mình hoài à, hồi đó ít có, nãy giờ có quá. Tại theo ông này à, cái đi ngoài nó là qua mấy bà mấy cô biết không, nó kiếm cái bộ, cái nó đi cầu, cái kêu nước thì nó gậy cho lòng. Nó nứt ông này, nó bị dở ra. Mà không nói mấy ông biết, ông xuống với thầy vô, đọc nó cái bao thái gì đi. Lắm vô cái đầu này, mà nói tại sao, ông bước ra vừa khỏi cửa nó cầm cái bôi trên đầu ông. Cái nó chảy rầm rầm, nó không chịu dày sao không. Mà ở chỗ đó là chở cái cầu nhà nó cũng chạy nó chứ. Vậy mà ông đi chậm rãi cái tiểu binh đó, ông đi lai dai. Người ta đó rủa cái thằng đó biết bao nhiêu đó, cái thằng này cái thằng hung, thằng dữ, thằng quỷ sứ, thằng gì không kể ông trời ông đất, không kể ông xuống gì mày đã tới địa ngục, phải không? Đừng cái gì đó. Đã nó làm tội với ông còn rủa cho nó tội nữa. Mà đâu có gì đâu. Nó lấy cái bô phẩm cầm trên cái tiền phẩm, ở trong bụng tôi cũng có cái đó. Làm sao quên mình cỡ đó quý vị, tu sĩ mà thể hiện cỡ đó đó nha, thì chắc là ai cũng sợ. Cho nên ổng mới đi chảnh rãi xuống sông, ổng rửa hết cho mình nãy ổng rồi rửa luôn cái bô, ổng đi kiếm mình riêng cả cái chuyện đó lạ quá. Mà kia nó sợ rồi chết, nó tưởng ổng kiếm là không làm gì, nhưng ổng cũng tìm vô hẻm kiếm cho được. Con nói cháu à, cái bô của cháu nãy đây rồi ông trả cho con đây, càng ngay đi thịt nó lại rồi. Từ đó đi sao nó vui để tu cho kẻ đạo khiến nhường, đẹp lòng cha mẹ cứu nguyện trời tâm. Mà tu sĩ mình tu cái đó rồi thì chắc ăn bắt đạo cái gì không? Đó, mà nghĩ con nghe nói vậy chứ bây giờ ai mà còn bậy có là chắc khó chịu lắm. Tôi tưởng tượng mà tôi chịu chắc cũng không nổi. Quá chừng ai nghĩ con nó đồng ở trở về chảy dòng dòng xuống vậy đó. Mà cái ngã mình nó mất tiêu lắm, lạ lùng được. Cái ngã nó mất nó được vậy. Cái ngã nó còn không dễ gì đâu. Thôi vậy thì kính thưa chư đồng đạo, tu sĩ phải làm gì? Tu sĩ phải làm lợi ích cho tất cả chúng sanh.
làm sáng tỏ Phật pháp. Để đời những ông thầy tổ mà Đức Thầy đã ý thức chúng ta trong một đoạn rất rõ ràng về cái lời giáo huấn, bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho tướng trợ được minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát. Đó là tu sĩ phải làm được. Dẫn dắt dùng trẻ sắp đó, đó là tu sĩ phải làm được. Và nhất là phải tiếp tục khai thông nền nội đức, dẫn cái tinh thần từ bi đáp ái với Đức Phật được chiêu gãi khắp nơi nơi trong cái tánh. Như thế ta mới không phụ công trình của Đức Phật, của tiền nhân ta để lại và không chắc tội cho cả đời ta vậy. Tu sĩ phải làm được chuyện đó. Đồng ý không với tu sĩ? Mà đồng ý thì cũng phải gắn bỏ cái hạnh của ông đó. Chảy rồng rồng mà không có buồn cái gì hết trơn. Đến cõi đó được không? Cõi đó được thì tám danh đó. Làm lễ chúng sanh cái nỗi đó. À, kính thưa quý thần đạo, quý tu sĩ, bây giờ chúng tôi đưa đến kết luận đi, cho nó gọn, cho nó vừa ha, còn 10 phút không? Kính thưa quý thần đạo, tu sĩ Phật giáo là chúng ta làm gì để tán dân, thầy tổ, đời nhân thầy tổ, cứu giúp mẹ cha và báo đáp tứ đại trần ông, mà xứng đáng là mình là người tu sĩ Phật giáo là. Thưa quý vị, tu sĩ Phật giáo là họ thì đã trao đổi như đã nói ra là phải có học để có kiến thức, có văn tư, phải có tu để được học chính, được có nghị lực mà vượt qua tất cả những cái tập quán vô minh của mình, thắng phục ngoại cảnh, tức là phát hiện được cái trí huệ chân Phật, gọi là diệu huệ hay Phật tướng. Nếu chúng ta được như vậy rồi thì chúng ta cần phải, à muốn được như vậy chúng ta cần phải làm cái gì? Chúng ta cần phải đi sâu trình tự của người tín đồ Phật giáo là họ là chúng ta là người hữu Phật, cho nên phải đi theo cái trình tự, đừng nghe nói lý tánh là cao siêu, lý tánh là chứng ngộ, lý tánh là duyên đốn, mà sự thật lý tiên đốn ngộ mà chỉ đã chuẩn bị. Cho nên chúng ta phải cần học rằng giáo lý của thầy, và học rằng rồi chẳng những mà chúng ta còn phải hiểu rõ nghĩa lý đâu đó như thế nào, từ nhân đạo đến Phật đạo Đức Thầy cho dạy đủ rồi. Muốn tu cỡ nào là tùy trình độ hoàn cảnh cơ cảnh của mình, nhưng mà phải hiểu rõ cái nghĩa lý từ nhân đạo cho đến Phật đạo, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, chúng dân. Nha, sau khi hiểu được có kiến thức rồi, không phải dùng cái số vốn đó mà đắc đạo, còn phải dùng cái số vốn đó để vào công phu hành trì cho khỏi lạc cái định hướng, tức là mình phải học tâm hành đạo. Học tâm hành đạo thì không có nói vào cảnh, không có nói chỗ nơi, và không tâm luyện hình thức. Cho nên tu sĩ Phật giáo là ảo không có định, nghĩa là phải ở chùa, ở nhà, thấy hình thức nào mà hình thức nào cũng có thể, miễn là mình trong sạch tu hành, chân chính tu hành là đạt được kết quả. Nhưng muốn đạt đến kết quả là chúng bảo đảm cái điều kiện tối hậu là bền tiến tu, đừng để cho tất cả ngoại cảnh thử thách đảo đảo cuốn lâu, dù là đẹp tới đâu, ha, dù là tốt tới đâu, dù là nó hấp dẫn tới đâu, nhưng nó cũng đều là ảo ảnh giả được. Tạm duyên giả, phàm duyên không giả. Chúng ta không nhớ câu đó. Lẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mẫn lắm, cuộc tư quan thường giết thất tài quá, nghe chung linh chấm dứt kẻ hạ, kẻ vật dục cuốn lâu vào để khỏi. Mấy câu này không đủ cho chúng ta ý thức ra, và không làm kim chỉ nam chúng ta ra. Nếu sau khi chúng ta lấy nó làm một phương thức, một bản đồ duy nhất cho con chúng ta đời, chúng ta còn phải làm cái gì để trả ơn thầy tổ, bổn phận người tu sĩ Phật giáo ảo để làm lễ cho Phật pháp thân sinh. Tất cả mọi là nhờ chúng ta mà đắc đạo, nhờ chúng ta mà giải thoát. Đức Thầy đã bảo rằng cái hành đạo đúng theo ý tưởng pháp thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Đó là quả mạng trong cuộc đời hành đạo được, phải không quý tu sĩ? Như vậy thì điều kiện quan trọng mà người tu sĩ chúng ta phải làm là cái điều kiện mà chúng tôi đã nói ra. Vì tất cả chúng ta hôm nay không ai mà thiếu tinh thần đó đâu, nhưng chẳng qua bổn phận chúng tôi đứng lên là phải nhắc nói một câu. Chứ quý vị đã có tích cực và đã sẵn sàng với cái tinh thần tu sĩ đó, chúng tôi ước mong mỗi người tu sĩ chúng ta, từ nam tới nữ, từ lớn tuổi cho đến nhỏ tuổi, ai cũng đều ý thức hạnh phúc của mình, làm hết khả năng của mình, tùy theo trình độ cơ bản của mình, mà tùy theo cái duyên hạnh của mình để nhắc nhở gì giúp lẫn nhau và con đường đạo đức. Và nếu ai giữ được trọn lành trọn sáng điều phải tôi chứ ai giữ mà học đạo hoàn toàn vẫn trở lại cứu giúp chúng con, tôi thiết tưởng đó là khả năng nhất cho mình, cho thầy, cho Phật. Chúng tôi chưa đồng đạo, chúng tôi cũng không biết nói xa hơn, vì ở đây chúng tôi chỉ gợi ý, chúng tôi chỉ xuất tánh mà thôi, chứ quý vị đã đi và đang đi cũng như sẽ đến. Cho nên chúng tôi trước khi từ giả quý vị cũng thành năm hướng về tam bảo mười phương qua linh của Đức Phật, Đức Thầy, chư thần xin từ thương gia hộ cho toàn thể tu sĩ Phật giáo hộ và đồng đạo của chúng ta đủ nghị lực khắp bộ đề tâm tinh tấn tu hành đến thành đạo quả để diệu độ chúng sanh cho Đức Thầy được thỏa mãn là
ước tâm họ nhớ mình có tấm đồng bao giờ thực lập một lần. Tới đây xin tạm biệt toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô.